Chương 641, tìm tới cửa. Dịch, độc hành nhóm Dịch phàm nhân tông nét mặt Hàn Lập hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức bấm tay điểm một cái. Sau một khắc, trên đỉnh đầu đại hán tóc vàng lóe lên thanh quang, một thanh tiểu kiếm màu xanh lăng không hiển hiện ra, bên ngoài thanh quang lượn lờ, bổ xuống nhanh vô cùng. Xoẹt xoẹt một tiếng, thân thể đại hán tóc vàng bị chém thành hai khúc, tàn hồn trong cơ thể bị kiếm khí lăng lệ ác liệt xoắn nát bấy. Thiếu phụ che mặt cùng thanh niên mập mạp lúc này khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lập tức quay người chạy trốn về hai hướng, đồng thời nhanh chóng tế ra các loại tiên khí, hóa thành từng màn sáng bảo vệ quanh thân. Nhưng vào lúc này, phía trước thiếu phụ che mặt lóe lên hồng ảnh, thân ảnh nhiệt hỏa tiên tôn lăng không xuất hiện, ngăn cản đường đi, hai tay lão vung lên. Từng vòng ánh sáng màu vàng từ trên người lão phát ra, lan đến hướng thiếu phụ che mặt. Thiếu phụ vốn đang toàn lực phi độn về phía trước, lúc này lập tức đâm đầu vào bên trong gợn sóng màu vàng, thân hình lập tức chỉ trệ. Vừa rồi còn không phải rất kiêu ngạo sao, Giờ đến phiên lão tử." Nhiệt hòa Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái, một tiếng rít gào chói tai vang lên, mấy đạo phi kiếm màu đỏ bắn ra, đánh tới phía thiếu phụ che mặt. Hàn Lập nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn một cái, sau đó nhìn về phía thanh niên mập mạp kia, nhưng lại không lập tức ra tay. Hắn rời ánh mắt nhìn về phía hồ lô xanh biếc, hơi trầm ngâm một chút, sau đó tay vỗ lên trên hồ lô một cái. Thanh niên mập mạp độn tốc cực nhanh, trong khoảnh khắc đã bay vụt đến cuối tầm mắt mắt thấy liền muốn biến mất ở cuối chân trời bỗng một đạo hào quang màu đỏ từ miệng hồ lô bắn ra tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi lóe lên biến mất rồi xuất hiện sau lưng thanh niên mập mạp phốc một tiếng giòn vang các màu hào quang hộ thể trên người thanh niên mập mạp tựa như tờ giấy bị một kích của hào quang màu đỏ phá vỡ trên bụng thanh niên mập mạp bị xuyên thủng một cái động lớn nguyên anh bên trong cũng bị một kích phá vỡ vào thời khắc này một thanh tiểu kiếm màu xanh lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu thanh niên mập mạp chém xuống một cái, đồng dạng chém thân thể kia thành hai khúc, thần hồn còn sót lại cũng bị xoắn nát. Sau khi bổ đôi thi thể thanh niên, tiểu kiếm màu xanh phát ra một cỗ kiếm quang màu xanh, cuốn chữ vật pháp khí trên thi thể thanh niên mập mạp bay vụt về. Hàn Lập đứng ở chỗ này không hề động đậy, nhìn hồ lô xanh biếc, ánh mắt hơi chớp động. Đạo xích quang vừa rồi chính là cỗ pháp tắc chi lực lúc trước hồ lô xoắn nát chuôi tiên kiếm hỏa diễm kia, sau đó thu nhập vào trong hồ lô, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, lật tay thu hồ lô xanh biếc vào. Bên cạnh hắn chớp thanh quang liên tục, hai thanh tiểu kiếm màu xanh hiển hiện ra, mỗi thanh mang theo mỗi chữ vật pháp khí một tím một vàng, chính là của đại hán tóc vàng và thanh niên mập mạp. Hàn Lập phất tay thu hồi hai thanh tiểu kiếm màu xanh cùng chữ vật pháp khí, lại bấm tay bắn ra hai đoàn hỏa diễm, thiêu đốt thi thể đại hán tóc vàng và thanh niên mập mạp thành cho tàn. Vào thời khắc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy phía xa, lúc này thiếu phụ che mặt đã hóa thành một hỏa nhân màu bạc, cháy hừng hực. Hai cánh tay thị vung vẩy tứ tung, ý đồ dập tắt hỏa diễm trên người, đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng nào, qua giây lát toàn thân hóa thành cho tàn. Thân ảnh hàn lập nhoáng. Một cái, sau một khắc xuất hiện bên cạnh nhiệt hỏa tiên tôn. Lệ đạo hữu, là ngươi à? Đa tạ xuất thủ tương trợ. Nhiệt hỏa tiên tôn quay người nhìn về phía hàn lập, thanh âm bình tĩnh nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, rời nơi đây trước đã hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết vung lên hai đạo hồ quang điện màu vàng thô to từ lòng bàn tay hắn bắn ra sau đó hóa thành từng đạo hồ quang điện màu vàng đan xen lập lòe hình thành một lôi quang pháp trận một tiếng sấm sét nổ mạnh lôi quang pháp trận tỏa sáng hào quang thân ảnh hai người hàn lập mơ hồ một cái từ pháp trận biến mất không thấy sau khi thân ảnh hai người biến mất không lâu một đạo ngũ sắc điện quang từ đằng xa bay vụt đến lóe lên liền xuất hiện trên không khe núi điện quang lóe lên thân ảnh tô lưu hiển hiện ra bên cạnh gã còn có một nam tử mang đạo bào nhìn thấy tình cảnh bên dưới sắc mặt hai người đều trầm xuống tuy rằng rất yếu ớt nhưng vẫn có thể cảm giác được ba cỗ tử khí cùng oán niệm xem ra ba người dịch liên đều đã bị giết chết Tô lưu nói ra nhàn nhạt tu vi hỏa sĩ tử chỉ là kim tiên hậu kỳ với thực lực dịch liên lại thêm hai thủ hạ kim tiên hậu kỳ nếu không thể bắt được cuốn lấy hắn hẳn là không khó sao lại bị giết chết chuyện này mới có bao lâu nam tử đạo bào nhíu mày nói ra ánh mắt Tô Lưu đảo qua phía dưới, chợt dừng lại, thân hình bay xuống bên dưới, rơi vào bên cạnh động sâu không đáy do Hàn Lập dùng hồ lô xanh biếc đánh ra. Gã ngồi xổm xuống, ngón tay vuốt ve thoáng một phát vách động sâu không đáy, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lẩm bẩm nói, lợi hại, lợi hại. Nam tử đạo bào cũng phi thân rơi xuống, nhìn động sâu không đáy, thần sắc cũng lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Động này cũng không phải hòa sĩ tử và đám người dịch liên có thể làm được, xem ra có kẻ giết ba người dịch liên, cứu đi hỏa sĩ tử kia. Người này không đơn giản. Tô Lưu đứng lên, chậm rãi nói ra. Trong miệng nam tử đạo bào nói lầm bẩm, chỗ mi tâm tản mát ra một cỗ bạch quang như nước, lập tức tràn ngập phạm vi hơn 10 dặm chung quanh. Hai tay y bấm niệm pháp quyết, bạch quang giống như vật còn sống chớp động qua lại các nơi. Không sai, nơi đây ngoại trừ bốn người dịch liên, còn có một khí tức, hẳn là hung thủ, bất quá người này vô cùng giả hoạt, khí tức lưu lại vô cùng mỏng manh, xem ra đã sớm phòng bị. Cuối cùng hắn lại dùng một loại không gian pháp trận lôi điện, mang theo hỏa sĩ tử truyền tống rời đi. Nam tử đạo bạo rất nhanh ngừng tay, mở miệng nói ra, phẳng phất như tận mắt chứng kiến. Có cách nào dò xét được lôi điện pháp trận truyền tống đến chỗ nào không? Tô lưu nghe vậy, truy vấn. Chỉ sợ không được, lôi điện pháp trận kia truyền tống rất xa, vượt qua phạm vi cảm ứng của ta. Nam tử đạo bảo lắc đầu nói. Tô lưu nghe vậy nhướng mày, im lặng. Hiện tại chúng ta làm gì? nam tử đạo bào đợi một hồi thấy tô lưu không có mở miệng nhịn không được hỏi nếu như không tìm thấy manh mối chúng ta trở về trước đi tô lưu im lặng một lát mở miệng nói ra lời còn chưa dứt gã không đợi nam tử đạo bào nói gì liền phất tay đánh ra một cỗ ngũ sắc lôi quang bao trùm thân thể hai người lại điện xạ về một hướng xa hắc thổ tiên vực trên không một mảnh xâm lâm màu xanh sẫm một màn sáng lôi điện màu bạc rủ xuống như thác nước trong hư không ngưng tụ ra một lôi điện truyền tống trận Thân ảnh hai người Hàn Lập từ đó thoáng hiện ra. Điện quang thu lại, trên thân hai người biến thành độn quang, cùng bay vút về hướng nam, mấy ngày sau mới đáp xuống một thị trấn nhỏ cũ kỹ thấp thoáng sau khe núi. Sau khi hai người đáp xuống đất, cũng không vội vã nói chuyện, mỗi người thi triển thủ đoạn che đậy hoàn toàn khí tức trên người mình, sau đó đi dọc theo con đường lót đá màu xanh đã mòn không chịu nổi, từ bên ngoài đi vào trong tiểu trấn. Ngăn cách trong và ngoài trấn là một cổng chào bằng gỗ đã mòn lớp sơn phía trên được phủ lên một lớp ngói đen mọc đầy rêu xanh, phía dưới treo một tấm bảng khắc ba chữ to thanh lâm chấn. Hàn Lập đứng ở chỗ này nhìn xem mấy chữ phía trên cổng trào, chợt nhớ tới năm đó mình ly khai sơn thôn, địa phương đầu tiên đặt chân đến chính là thanh ngưu chấn. Chỉ khác một chữ, đã là hai thế giới cách xa nhau vạn năm. Làm sao vậy, lệ đạo hữu? Nhiệt hỏa tiên tôn thấy thế, lông mày cao lại hỏi. Không có gì, chẳng qua là nhớ lại chút ít chuyện cũ. Hàn lập lắc đầu, nói ra, Ta hiện tại đã là chim sợ cành cong rồi, lệ đạo hữu người lại còn có tâm tư nhớ chuyện cũ. Tâm tình như thế, bội phục, bội phục. Nhiệt hỏa tiên tôn cười khổ lắc đầu, nói ra. Lúc trước chúng ta một đường đi về hướng nam, nhưng trên đường đã đổi hướng đông qua tây mấy lần. Trước mắt xem ra vẫn không có dấu hiệu bị người đuổi kịp, không cần quá mức khẩn trương. Hàn lập cười nói. Hai người xuyên qua cổng trào đi vào phía trong, phát hiện thanh lâm chấn này diện tích tuy không lớn, mấy đường phố tuy không quá rộng nhưng trà lâu tử quán cửa hàng hiệu thuốc ngược lại cái gì cần có đều có, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Không bao lâu, hai người đi vào một quán trà, trực tiếp thuê một gian xương phòng lầu 2, ngồi gần cửa sổ nhìn xuống. Tiểu nhị mang lên một bình vân sơn vụ trà thượng đẳng, kèm thêm một ít điểm tâm tinh xảo, sau đó tự động lui xuống, chỉ còn lại hai người hàn lập ngồi đối diện uống trà. Hàn lập nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hít một hơi, một mùi thơm tươi mát sông vào mũi, lông mày không khỏi nhướng lên không nghĩ tới sơn dã bình thường này cũng có trà thơm như vậy. Hắn có chút ngoài ý muốn nói. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy, khẽ nhấp một ngụm nước trà, chắp miệng, lại không cảm thấy có chỗ nào đáng khen. Lần này được Lệ Đạo Hữu xuất thủ tương trợ, lại thiếu ngươi một phần ân tình rồi. Ánh mắt của lão nhìn lướt qua phía dưới đường đi ngoài cửa sổ, sau đó nhìn về phía Hàn Lập, nghiêm mặt nói ra: "Thay vì nói chuyện này, còn không bằng ngươi nói cho ta một chút, tại sao lại bị người tiên cung vây công a?" Thần sắc Hàn Lập như thường hỏi: "Cái này lệ đạo hữu kính xin thứ cho ta không thể nào nói rõ nhiệt hòa tiên tôn có chút khó xử nói không sao đại khái ta cũng có thể đoán được vài phần nhất định là chỗ tông môn ngươi xảy ra vấn đề lúc trước ngươi nhắc nhở ta không nên dùng thân phận ngoại môn trưởng lão hòa diệp tông hẳn cũng là vì chuyện này a à. trong cốc ngươi đã giúp ta cho nên lần này xem như ta trả lại ngươi một cái nhân tình hàn lập khoát tay áo nói ra chuyện này ta đã cân nhắc nhiều lần vẫn là không nên biết nhiều thì tốt hơn Nhiệt hỏa tiên tôn thở dài, thản nhiên nói. Hàn lập thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, uống một hớp trà, đang muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy hắn bỗng đứng lên, cổ tay vòng một cái, lòng bàn tay nhiều ra một thanh kiếm chớp động điện quang, chính là thanh trúc phong vân kiếm. Nhiệt hỏa tiên tôn chậm hơn một hơi so với hắn, cũng đứng lên, hai tay bấm pháp quyết, theo ánh mắt. Hàn lập nhìn về phía cửa vào xương phòng. Lúc này, một đạo hào quang màu bạc đột nhiên lăng không hiển hiện ngay đó, từ đó truyền ra từng trận chấn động không gian mãnh liệt, trong mắt Hàn Lập lóe lên hàn quang, thanh quang trên người đột nhiên sáng ngời, trên người hắn lập tức bộc phát ra chấn động, làm cho nhiệt hỏa tiên tôn bên cạnh cũng nhịn không được khóe mắt nhảy dựng lên. Đạo hữu chớ động thủ, tại hạ cũng không phải là người tiên cung, cũng không có ác ý. Lúc này, một âm thanh có chút quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy bên trong ngân quang là hai đạo nhân ảnh hiển hiện ra, một người trong đó mặc áo tím trên đầu tóc trắng quăn, tướng mạo tuấn lãng bất phàm, còn người kia mặc áo đen, dung mạo trẻ tuổi, dáng người hơi gầy gò. Lại là bọn hắn. Chương 642, không tham gia náo nhiệt. Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông tuy Hàn Lập nhận ra hai người xuất hiện trước mắt là Thạch Xuyên không cùng siêu trộm Hồ Tam của Luân Hồi Điện, nhưng vẫn không buông lòng cảnh giác chút nào. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà rời ánh mắt về phía nhiệt Hỏa Tiên Tôn, bởi vì lúc này ánh mắt của Thạch Xuyên không cùng Hồ Tam, đều tập trung trên thân nhiệt hỏa tiên tôn. Ngươi là người phương nào? Trên thân nhiệt hỏa tiên tôn chớp động hào quang, ánh mắt khẽ quét qua ngân hồ, sau đó rời qua thạch xuyên không. Tại hạ thạch xuyên không, ta nghĩ đạo hữu cũng chưa nghe qua cái tên này. Bất quá không quan hệ, nhiệt hỏa đạo hữu chỉ cần biết mục đích chúng ta tới đây là để tìm ngươi là được, rồi. Thạch xuyên không thoáng thi lễ, mỉm cười nói. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt gã quét qua thân hàn lập, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Là ngươi ngày ấy tại đấu giá hội ngọc côn lâu các hạ tranh bảo cùng ta không ít của cải cũng rất phong phú a à, thanh niên áo đen bên cạnh nhíu mày một cái cười hắc hắc nói ra siêu trộm ngân hồ tiếng tăm lừng lẫy chắc không đến mức so đo chuyện này chứ hàn lập nở nụ cười một cái thần tình tự nhiên nói hặc hặc đạo hữu quá lo lắng rồi hôm nay chúng ta tới là tìm nhiệt hỏa đạo hữu đấy hồ tam cười hặc hặc nói ra các ngươi tìm ta có chuyện gì Ánh mắt cảnh giác của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn càng thêm ngưng trọng, thân hình cũng không tự chủ nhích về hướng Hàn Lập một chút. Người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta tìm Nhiệt Hỏa đạo hữu là có mục đích, có lẽ trong lòng đạo hữu biết rõ hơn ta mới phải. Ánh mắt thạch xuyên không lại rơi vào trên thân Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nói ra. Hàn Lập nghe lời ấy, ánh mắt hơi chuyển nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, trong mắt không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu trước giờ chúng ta không có oán thù, vậy thì đừng ai nấy đi đi. Lệ đạo hữu, chúng ta đi thôi. Thần sắc nhiệt hỏa tiên tôn không thay đổi nói. Hỏa đạo hữu, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, ngươi lại không muốn quay về nhìn tông môn một chút. Hồ Tam bỗng nhiên cao giọng nói. Ngươi, trở về thì thế nào, bất quá đều là cảnh thê lương đổ nát mà thôi. Ta thực không rõ, chuyện cũ như khói mây, vì sao các ngươi lại không chịu buông bỏ. Nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy ngừng lại, trầm mặc một hồi lâu, sau đó khôi phục lại, nói tuy hàn lập nghe qua giống như rơi vào một mảnh sương mù nhưng cũng có thể nhìn ra hai người trước mắt này không có ác ý lập tức thu trường kiếm trong tay vào hỏa đạo hữu không phải chúng ta không chịu buông mà là thiên đình vẫn luôn theo đuổi không bỏ vì sao hỏa diệp tông bị tiên cung theo dõi nhàn vân sơn vì cái gì lại trở thành một mảnh hỗn loạn như vậy ta nghĩ ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn sau khi hồ tam nghe xong thở dài nói ra hàn lập nghe vậy trong lòng khẽ động trách không được lúc trước nhiệt hỏa tiên tôn nhắc nhở mấy lần, không cho hắn dùng thân phận trưởng lão hỏa diệp tông, xem ra không thiếu ẩn tình trong đó. Tuy rằng mình đã sớm suy đoán, nhưng hiện tại cơ bản đã có thể chứng minh dự đoán đó đúng, lúc trước ngu tử kỳ bị tập kích, có lẽ là do liên quan đến lão. Cuối cùng các ngươi là người nào, hãy cho ta biết. Nhiệt hỏa tiên tôn trầm mặc nửa ngày, nói ra, không dối gạt nhiệt hỏa đạo hữu, ta chính là người luân hồi điện, mà vị thạch đạo hữu này lại đến từ ma vực hồ tam mở lớn hai mắt nói như thế như thế nào ma tộc lại lựa chọn kết minh cùng người luân hồi điện các ngươi nhiệt hòa tiên tôn kinh ngạc hỏi nhiệt hòa đạo hữu suy nghĩ nhiều rồi thạch xuyên không ta bất quá là một kẻ vô danh tiểu tốt làm sao lại có thể đại biểu toàn bộ ma tộc hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây thứ nhất là nhận lời mời của hồ tam thứ hai là có chút tò mò với chuyện xảy ra năm đó ở chân ngôn môn không biết nhiệt hòa đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc một chút hay không thạch xuyên không cười cười nói ra thời điểm nghe được ba chữ chân ngôn môn, nét mặt Hàn Lập không đổi nhưng trong lòng chấn động không thôi. Đối với tông môn này, hắn cũng không xa lạ gì, không chỉ vì hắn tu luyện chân ngôn hóa luân kinh có nguồn gốc từ tông môn này, mà vì lúc trước thần hồn hắn xuyên không chính là đã đến tông môn này. Ngoài ra, Thạch Xuyên không mở miệng nói không khỏi quá mức nhẹ nhàng linh hoạt, một gia hỏa nắm giữ không gian pháp tắc, là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, làm sao chỉ là một vô danh tiểu tốt ma tộc. Năm đó, thời điểm chân ngôn môn bị diệt, Đúng ngay lúc ta phụng mệnh sư môn ra ngoài rèn luyện, bị khốn ở một di tích tuyệt cảnh. Đến lúc vất vả thoát thân cũng đã gần ngàn năm sau, không biết tại sao lúc ấy vài đệ tử của tông môn còn sót lại đã trở thành trọng phạm truy nã của Thiên Đình, ta đành phải gọt xương dịch dung, tha hương cầu thực. Đối với biến cố tông môn, ta cũng rất muốn biết nguyên nhân. Nếu không ta cũng sẽ không mạo hiểm đi tới Hắc Sơn Tiên vực, sáng lập Hòa Diệp Tông để che giấu tai mắt người. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thở dài một tiếng, nói ra Nói như vậy, nhiệt hỏa đạo hữu một mực ẩn cư nhàn vân sơn, đồng dạng cũng là vì che giấu tung tích. Hàn lập đột nhiên hỏi, cũng không hoàn toàn như thế, sở dĩ hơn phân nửa thời gian đều lưu lại giã hạc cốc, là vì ta ở chung hòa hợp với tính cách bọn đoạn đạo hữu, lại không nghĩ tới cuối cùng nhàn vân sơn vì ta mà bị liên lụy. Đáy mắt nhiệt hỏa tiên tôn lộ ra vẻ áy náy, nói ra, đạo hữu không nên tự trách, tiên cung đã muốn ra tay với nhàn vân sơn cũng không phải ngày một ngày hai rồi, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là vì muốn quét sạch thế lực luân hồi điện, chúng ta ẩn nấp trong đó. Hồ Tam cười cười, sau đó nói như thế. Ta có một chuyện không rõ, lúc trước trong cốc chúng ta có một vị đạo hữu bị tập kích trọng thương, không biết là người luân hồi điện các ngươi hay là người tiên cung gây ra. Hàn lập chuyển chủ đề hỏi. Ngươi nói là người trên thanh phong nhai kia. Tổn thương hắn là một gia hỏa cầm một cái ô màu đỏ, trang điểm như đàn bà, thoạt nhìn không giống người Hắc Sơn tiên cung, lại giống thủ hạ giám sát tiên sứ hơn. Hồ Tam nhìn về phía Hàn Lập, nói ra, nói như vậy, người ra tay cứu hắn chính là ngươi rồi hà? Hàn Lập nhíu mày, hỏi, ta xem tiểu tử kia còn có mấy phần cốt khí, Tha tự bạo Thức Hải cũng không để bị sưu hồn, liền ra tay giúp hắn một chút. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, các ngươi lại có thể cứu hắn sống lại, bội phục, bội phục. Hồ Tam sờ lên cằm, vừa khen vừa thở dài, nói, Hồ Tam có vẻ hơi lạc chủ đề rồi, hay là trước nói chính sự cái đã? lúc này thạch xuyên không bỗng nhiên dừng một chút mở miệng nhắc nhở hắc hắc bệnh cũ lại tái phát thế nào nhiệt hỏa đạo hữu nếu như thiên đình đã tìm được tung tích ngươi ngày sau ngươi cũng không thể sống an ổn qua ngày rồi còn không bằng kết làm minh hữu với chúng ta cùng nhau trước đi tìm di tích chân ngôn môn về sau ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập luân hồi điện chúng ta được luân hồi điện che chở ngươi xem thế nào hồ tam cười khan một tiếng lại hỏi nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy mặt lộ vẻ do dự không có nóng lòng đáp ứng tuy di tích chân ngôn môn khó tìm nhưng cũng không phải không có đạo hữu gia nhập liên minh nếu thật sự có chỗ khó chúng ta sẽ không cưỡng cầu chỉ là người của thiên đình chưa hẳn dễ nói chuyện như chúng ta vậy mặt thạch xuyên không lộ vẻ vui vẻ mở miệng nói ra thạch đạo hữu nói không sai người thiên đình tất nhiên sẽ theo ngươi không bỏ lần sau ngươi chưa hẳn có thể trốn được ngươi không phải cũng muốn giải khai bí ẩn chân ngôn môn bị diệt năm đó chúng ta hợp tác tuyệt đối là hai bên được lợi Hồ Tam tiếp tục khuyên bảo. Hàn Lập nhìn hai người giả trang, một người mặt đỏ, một người mặt đen thay nhau khuyên bảo, trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, dù sao việc này cũng không quan hệ với hắn. Lui một vạn bước mà nói, không phải ngươi muốn gì la lão tổ lưu lại đại ngũ hành huyễn thế quyết bị người thiên đình, đoạt đi chứ. Hồ Tam nói một câu kia, như là một cái búa tạ đập vào ngực nhiệt hỏa tiên tôn, làm đồng tử của lão không khỏi lớn lên một vòng to. Không cần kinh ngạc như thế, loại tin tức này, người luân hồi điện bọn hắn rất linh thông đấy. Thiên đỉnh vẫn luôn muốn tiến vào di tích chân ngôn môn, một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là bộ đại ngũ hành huyễn thế quyết này. Thạch Xuyên không vừa cười vừa nói. Các ngươi thì sao? Mục đích của các ngươi chẳng phải là bộ công pháp này sao? Nhiệt hòa tiên tôn cười lạnh, hỏi. Thay vì nói mục đích của chúng ta là vì đạt được bộ công pháp kia, còn không bằng nói chúng ta vì không để bộ công pháp kia rơi vào tay thiên đình. Bất kể thế nào, về mặt lợi ích, chúng ta đều có lợi đấy hồ tam cũng không phủ nhận vừa cười vừa nói tốt ta đáp ứng kết minh cùng các ngươi nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy trầm mặc một lúc lâu gật đầu nói ra hặc hặc nhiệt hỏa đạo hữu đây mới là hành động sáng suốt đấy ta cũng thích trao đổi với người thông minh a à. hồ tam nghe vậy phủi tay nói chậm đã muốn ta gia nhập còn cần đáp ứng ta một điều kiện lúc này nhiệt hỏa tiên tôn bỗng nhiên nói ra đạo hữu cứ nói lông mày hồ tam trao lên nói ra lần này lệ đạo hữu vì cứu ta ra tay giết người tiên cung đã bị ta kéo xuống nước vì vậy lần này hành động phải mang theo hắn mới được nhiệt hòa tiên tôn liếc nhìn hàn lập nói ra việc này sao hồ tam nghe vậy có chút trần trở nói hồ tam ta cảm thấy không vấn đề thông qua mấy ngày qua chúng ta quan sát có thể thấy vị lệ đạo hữu này không phải là người thiên đình mời hắn gia nhập cũng không phải là không thể thạch xuyên không bỗng nhiên mở miệng nói ra nếu như thạch huynh cũng nói như vậy vậy thì mời lệ đạo hữu gia nhập cùng chúng ta hồ tam gật đầu nói đa tạ hảo ý chư vị lúc trước lệ mẫu cứu nhiệt hòa đạo hữu chỉ là do quen biết cũng là vì báo ân năm đó dẫn tiến làm trưởng lão tông môn còn về di tích chân ngôn môn theo lời các ngươi nói thì ta thật không có hứng thú náo nhiệt này ta sẽ không tham gia hàn lập bỗng nhiên hơi ôm quyền mở miệng nói ra cả ba người nghe vậy mặt lộ vẻ ngoài ý muốn lệ đạo hữu có lẽ ngươi còn không biết thế lực luân hồi điện khổng lồ như thế nào đoạn đường này nếu đồng hành cùng bọn họ có thể mượn nhờ tài nguyên cùng lực lượng của bọn họ có thể tránh đi rất nhiều phiền toái thậm chí có thể bình an ly khai hắc sơn tiên vực cho dù ngươi không muốn đi đến di tích chân ngôn môn đi theo bọn hắn đến địa phương an toàn rồi tách ra cũng không phải là không được trên mặt nhiệt hỏa tiên tôn hơi lộ ra vẻ lo lắng truyền âm cho hàn lập nói nhiệt hỏa đạo hữu ngươi cũng biết bây giờ ta đang bị sát suy chi kiếp quấn thân ứng ừ phó việc này cũng đã lo tâm khổ trí quá độ rồi thật sự không còn dư thừa tinh lực ứng đối sự tình khác. Người tiên cung lùng bắt chủ yếu vẫn là ngươi, ta chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có đại phiền toái, nên ta không tham dự chuyện này. Hàn lập không có truyền âm, mà trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với thế lực rất mạnh của Luân Hồi Điện, trong lòng của hắn tự nhiên biết rõ, hắn cũng có thể nghe được, nhiệt hòa tiên tôn hoàn toàn chính xác là vì tốt cho hắn. Bất quá trước mắt tâm tư hắn đều tập trung vào việc làm cách nào loại trừ sát khí, đối với việc tìm kiếm di tích cũng không có quá nhiều hứng thú, chỉ vì di tích kia là của chân ngôn môn, hắn mới do dự như thế. Bất quá xuất phát từ sự lo lắng quá nhiều, hắn vẫn quyết định không trôi vào vũng nước đục này. Chương 643, đi rồi quay lại. Dịch, tiểu dinh biên, độc hành nhóm dịch phàm nhân Tông Thạch Xuyên không cùng Hồ Tam nghe Hàn Lập nói vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái nhưng không nói gì cả. Đã như thế, ta cũng không ép buộc. Núi cao sông dài sẽ có ngày gặp lại, Lúc đó lại báo đáp ân tình đã cứu giúp của đạo hữu. Nhiệt hòa Tiên Tôn thấy thế, biết rõ tâm ý Hàn Lập đã quyết, lập tức mở miệng nói ra. Một hồi duyên phận dã hạc cốc, không cần nói nhiều lời khách khí làm gì, sau này chúng ta còn gặp lại. Hàn Lập ôm quyền nói ra, sau này gặp lại. Nhiệt hòa Tiên Tôn ôm quyền đáp lễ nói. Sau đó, Hàn Lập gật đầu chào hai người thạch xuyên không một cái, trên người lóe lên độn quang hóa thành một đạo màu xanh bay ra ngoài cửa sổ quán trà, lập tức viễn độn biến mất di tích tông môn ngay tại hắc thổ tiên vực có lẽ các ngươi đã biết khi nào chúng ta lên đường nhiệt hòa tiên tôn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một lát quay người hỏi không vội còn chờ một người tới chợ giúp nữa hồ tam nhách miệng lên vừa cười vừa nói bất kể thế nào rời khỏi nơi này trước đã trước đó chúng ta bày ra nghi trận chưa hẳn đã lừa được những giám sát xứ kia nói không chừng bọn hắn nghe mùi mà truy đuổi tới đây thạch xuyên không mở miệng nói ra vừa nói xong hai tay y bấm pháp quyết trước người sáng lên một mảnh ngân quang trong hư không lập tức chuyển ra từng đợt ba động không gian dữ dội rất nhanh cuốn ba người vào trong biến mất tại lầu hai quán trà thời gian trôi qua từng chút nhoáng cái đã qua hơn ba năm trong một dãy núi màu đen chập trùng không dứt tại hắc sơn tiên vực có một tòa sơn phong thấp bé kẹp giữa hai ngọn núi to lớn giống như trong một thung lũng trong rừng rậm trên ngọn núi này có một con đường đá xanh nhỏ uốn lượn thông về phía tòa đạo quán cũ nát trước cửa còn trồng hai cây cổ hòe. Nhìn bên trong sơn môn đã triệt để sụp đổ, có không ít gian phòng linh quan điện đã đổ nát không chịu nổi, chỉ còn sót lại một tòa tam thanh điện, phủ đầy rêu xanh cỏ dại còn ngoan cố đứng vững. Đêm khuya, trong tam thanh điện hiện lên ánh sáng màu trắng mơ hồ, phát ra từ góc cửa sổ ở giữa đại điện đổ nát, chiếu dọi bóng hình cột trụ trên thềm đá ngoài hành lang. Một nam tử áo xanh đang khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn cũ nát, trước người hắn có một cái bình nhỏ màu xanh sẫm đặt trên mặt đất, Xung quanh thân bình bao phủ vô số chùm sáng màu trắng nhìn có chút kỳ lạ Nam tử không ai khác, chính là Hàn Lập Ngày đó sau khi tách ra với ba người nhiệt hỏa tiên tôn Vừa rời khỏi thanh lâm trấn Hắn liền trực tiếp dùng mấy lần truyền tống lôi trận kéo dài khoảng cách với bọn họ Sau đó khống chế bích ngọc phi xa bay nhanh một đường về hướng nam Ban ngày hắn không ngừng bay đi Ban đêm lại tìm kiếm thành trấn bình thường cách hoang sơn dã lĩnh không xa để nghỉ ngơi Như thế mới có thể tránh mặt đám tu sĩ cũng không bị yêu thú làm phiền, vừa có thể dùng bình nhỏ ngưng tụ lục dịch, vừa tu luyện mấy bộ công pháp thời gian kia. Sau khi hắn phục dụng qua túc sát đan, loại bỏ không ít sát khí, trên đường đi ngược lại bình an vô sự, chỉ là những cao thành đại trấn có tu sĩ ẩn hiện kia, tạm thời không thể đi vào. Đại khái qua hơn nửa khắc đồng hồ, điểm sáng bốn phía đều bị tiểu bình hấp thu ngưng tụ thành lục dịch. Hàn lập cong ngón tay búng ra, đốt đống củi cách đó không xa lên, sau đó vươn người cầm lấy bình nhỏ, nâng lên trước mặt. Nhờ ánh lửa, hắn nhìn xuyên thấu qua vách bình giống như ngọc phỉ thúy, bên trong, thấy có chứa một giọt chất lỏng đang nhấp nhô nhẹ nhàng. Ngay khi hắn do dự muốn vào động thiên hoa chi để thúc giục đạo binh một phen, thì mặt nạ long ngũ trên mặt đột nhiên tự động phát ra hào quang. Trong lòng hàn lập hơi dị động, đưa tay kết pháp quyết, âm thầm thúc giục. Chỉ thấy mi tâm mặt nạ phóng ra một đạo ánh sáng màu hồng, chiếu dọi vào trong hư không trước người hắn, ngưng tụ ra một nhân ảnh. Nhân ảnh nọ cao chừng hai trượng, cơ hồ cao bằng đại điện, trên người mặc một kiện hắc bào rộng lớn, trên mặt mang tấm mặt nạ ác quỷ màu đỏ sậm, hai mắt như linh, mũi như mỏ ưng, miệng lộ răng nanh. Hàn Lập không khỏi nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện bộ dạng trang phục này chính là hình ảnh luân hồi sứ trong trí nhớ lục nhân giáp. Ngươi chính là Long Ngũ sao? Từ khi trở thành luân hồi chi tử đến nay đã hơn nghìn năm, thời hạn nhiệm vụ thứ nhất đã qua, nhiệm vụ nghìn năm mới ngươi vẫn chưa hoàn thành, cần ngươi đi thực hiện ngữ khí luân hồi sứ hờ hững, mở miệng nói. Đã một nghìn năm rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật. Hàn Lập không khỏi cảm thán nói ra. Nhiệm vụ lần này ngươi lựa chọn tiếp nhận hay là dùng tiên nguyên thạch để đổi? Luân hồi sứ hỏi. Làm phiền tôn sứ trước nói rõ nội dung nhiệm vụ lần này. Hàn Lập suy nghĩ, nói ra. Nhiệm vụ lần này, cần ngươi tới vi thước sơn gặp mặt Hồ Tam, hiệp trợ hắn hoàn thành một lần thám hiểm di tích. Tình huống cụ thể sau khi các ngươi gặp mặt, hắn sẽ nói rõ cho ngươi ban thưởng nhiệm vụ ngoại trừ bảo vật tự mình đoạt được trong khi thăm dò di tích, Hồ Tam sẽ thêm vào hai vạn tiên nguyên thạch, hoặc là một kiện tiên khí bất nhập phẩm. Luân hồi sứ nói ra, tôn sứ, mạo muội cho ta hỏi một chút, vị Hồ Tam đạo hữu này, có phải là siêu trộm ngân hồ khá nổi danh trong bản điện hay không? Hàn lập nghe vậy nội tâm cả kinh, nhịn không được hỏi. Cái này, chờ sau khi người gặp, có thể tự mình hỏi hắn. Luân hồi sứ hờ hứng đáp. Tuy đối phương không trả lời thẳng nhưng Hàn Lập cũng đã biết đáp án, nếu như chọn lựa dùng tiên nguyên thạch để đền thì cần trả bao nhiêu hàn lập do dự một chút liền hỏi năm vạn luân hồi xứ lạnh lùng trả lời sau khi hàn lập nghe xong liền lâm vào trầm tư mặc dù số lượng năm vạn tiên nguyên thạch không nhỏ nhưng hắn vẫn lấy ra được tuy nhiên không ai lại nguyện ý đưa không cho người khác hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ về việc có nên đi tích chân ngôn môn hay không bởi vì nguyên nhân chân ngôn hóa luân kinh cùng lục nhân giáp tự nhiên hàn lập cảm thấy hứng thú không nhỏ với chân ngôn môn sở dĩ lúc trước không muốn đi, nguyên nhân phần lớn là không tín nhiệm Hồ Tam và Thạch Xuyên không. Nhưng hiện tại trở thành nhiệm vụ ngàn năm của Luân Hồi Điện, thì có chút khác biệt. Còn về chuyện đối phó với sát suy, tạm thời nhiệm vụ ban bố trong Luân Hồi Điện còn chưa có trả lời, hắn vẫn có thể dùng biện pháp cũ, cho nên bây giờ tiến vào chân ngôn môn, hay là chạy chối chết dọc đường cũng không khác nhau quá lớn. Cuối cùng ngươi lựa chọn cái gì, quyết định nhanh lên. Lúc này, tên luân hồi sứ kia chợt mở miệng thúc giục. Nhiệm vụ này, ta tiếp nhận, Hàn Lập cao giọng trả lời. Tốt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng nghìn năm ngươi lại được tự do, chỉ cần tổn hao tiên nguyên thạch, tương ứng liền có thể sử dụng tất cả tài nguyên trong luân hồi điện. Luân hồi sứ gật đầu nói. Dứt lời, gã vung tay lên, một mảnh ngân quang ngưng tụ trước hư không, hội tụ thành một mảnh địa. Đồ có diện tích rộng lớn, trong đó đánh dấu một điểm sáng màu đỏ, trên đó viết ba chữ vi thước sơn. Nhớ kỹ địa điểm địa đồ, ngươi và Hồ Tam sẽ gặp mặt ngay chỗ này, trong vòng nửa năm ngươi cần tới đó. Quá hạn coi như từ chối chấp hành nhiệm vụ, bản điện sẽ truy cứu trách nhiệm. Sau khi Luân Hồi sứ nói xong, thân ảnh liền từ từ tiêu tán mất. Ánh mắt Hàn Lập nhìn địa đồ mấy lần, kiểm tra địa thế địa hình một lát, rất nhanh liền tìm thấy vị trí sơn mạch của mình đang đứng, nhìn qua đánh dấu mới biết chỗ này tên là Lão Ao Sơn. Lại thận trọng so sánh khoảng cách nơi đây cùng Vi Thước Sơn, cảm thấy lộ trình không quá xa, hắn dùng Bích Ngọc Phi xa lên đường, thì không sai biệt lắm trong vòng 3 tháng là đến nơi. Sau khi Hàn Lập ghi nhớ địa đồ, quang ảnh trong hư không trước người liền vạn vẹo phai nhạt một hồi đến khi dần dần mất hẳn. Trong đầu hắn nhớ lại địa đồ lần nữa, sau đó có ngón giữa và ngón trỏ lên, trên đó lóe lên ngân quang, liền mở ra đại môn động thiên hoa chi, bước vào trong đó, hơn 3 tháng sau. Trên ngọn núi thẳng đứng đơn độc cao mấy trăm trượng, tựa như cái bánh màn thầu, có ba đạo thân ảnh ngồi vây quanh cái bàn đá bạch ngọc chạm khắc tinh xảo, trong tay từng người cầm một chén rượu màu bạc đang cụm chén đối ẩm. Rượu trong chén có màu đỏ sậm như rượu nho, tản ra từng đợt mùi thơm hơi chát chát làm say lòng người. trong ba người thanh niên áo đen là tùy tiện nhất, một tay nâng lấy chén rượu, một tay cầm lấy bầu rượu màu bạc. cao hứng liền trực tiếp ngửa đầu nghiêng bầu rượu đổ tiểu dịch vào cổ họng. cũng không biết bầu rượu của hắn là pháp khí gì, tựa như bên trong có chứa vô số rượu ngon, bất kể đổ ra như thế nào, đều chảy ra tiểu dịch không ngừng. hồ tam đạo hữu lại nhớ tới, thật ra lệ đạo hữu cũng có sở thích uống rượu giống như ngươi, nếu hắn không rời đi, chỉ nói về việc uống rượu chuyến này các ngươi cũng có thể trở thành tri kỷ với nhau rồi. ngồi đối diện thanh niên là một lão giả tóc bạc nói ra. ba người này không ai khác, đúng là bọn người nhiệt hòa tiên tôn. a, à, nói như vậy, ngược lại quả thật có chút đáng tiếc. chẳng qua người có trí riêng, không thể cưỡng cầu được. hồ tam nghe vậy sững sờ, tỏ vẻ không hề gì nói ra. hồ tam, người nói người nọ đến khi nào mới tới? ngồi kế bên cạnh gã, thạch xuyên không một mực nhìn về phong cảnh nơi xa, có chút không để ý chuyện uống rượu lúc này mới quay đầu hỏi. Hẳn là sẽ nhanh, chắc là trong một hai tháng nữa. Nhiệm vụ lần này cao tầng trong điện có chút để ý, người đến trợ giúp ta, cũng phải chọn lựa kỹ càng, kiên nhẫn đợi chút đi. Hồ Tam lại uống ngụm rượu, nói ra. Gã vừa dứt lời, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, tiếp tục nói ra. Hắc hắc, so với ta nghĩ còn sớm hơn. Chỉ thấy một đường độn quang xanh biếc nơi phía xa bay tới, ở giữa không trung bất ngờ thu lại, chỉ còn lại một đạo hư ảnh thanh sắc hạ từ trên cao xuống, trực tiếp rơi trước mặt ba người ba người vừa nhìn thấy thân ảnh từ trên trời rơi xuống này thần sắc trên mặt lập tức trở nên đặc sắc vô cùng lệ đạo hữu ngươi đây là nhiệt hỏa tiên tôn vốn giật mình sau đó vui vẻ nói nhiệt hỏa đạo hữu còn có hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hàn lập cười cười chắp tay với ba người nói ra hồ tam cùng thạch xuyên không liếc mắt nhìn nhau lông mày hai người không khỏi nhíu lại ngươi ngươi chính là thành viên trong điện tới chợ giúp ta ánh mắt hồ tam nhíu lại nhìn về phía hàn lập ta cũng thật không ngờ nhiệm vụ lần này lại là trợ giúp ngươi thăm dò di tích chân ngôn môn hàn lập thở dài mở miệng nói ra dứt lời hắn giơ tay quét qua khuôn mặt của mình một cái trên mặt tỏa ra hào quang lập tức mặt nạ long ngũ hiện lên hồ tam quan sát mặt nạ của hắn kỹ càng một lát lông mày nhíu lại bỗng nói ra hắc hắc thật không nghĩ tới ngươi chính là long ngũ như thế nào ngươi nhận ra ta bàn tay Hàn Lập vung một cái, một lần nữa khôi phục lại dung mạo lúc trước, nghi ngờ hỏi. Nghe Giao Tam nói, Long Ngũ có thiên tư chắc tuyệt trong việc luyện đan lẫn tu hành, cho nên có chút ấn tượng với ngươi, vẫn muốn được gặp mặt một lần, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được rồi, thật đáng vui mừng. Hồ Tam nhách miệng cười cười, nói ra. Lần này đến lượt nhiệt hỏa tiên tôn có chút khó tin, lão nhìn về phía Hàn Lập, từ từ nói ra, lệ đạo hữu ngươi, cũng là thành viên luân hồi điện sao. Chương 644, chờ xuất phát, dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông. Thật có lỗi, bởi vì thân phận này, lúc trước không thể không giấu giếm. Hàn lập hơi ôm quyền với nhiệt hỏa tiên tôn, nói ra. Trước khi tới đây, hắn định thay đổi dung mạo, nhưng nghĩ lại, cảm thấy có chút không ổn. Hắn và nhiệt hỏa tiên tôn ở chung tai giã hạc cốc một thời gian không ngắn. Nếu cố ý đổi một thân phận khác, khó tránh khỏi bị lão nhìn ra sơ hở. Nếu bị phát hiện ngược lại dễ sinh ra rẻ chừng lẫn nhau, lại thêm hai người hồ tam bên cạnh, tất nhiên sẽ sinh ra thêm phiền toái. Như thế, còn không bằng ngay từ đầu thẳng thắn thừa nhận thân phận lệ hàn này, ngược lại có thể tránh đi rất nhiều tai họa ngầm. Lệ đạo hữu không cần như thế, không phải ta cũng may danh ẩn tích giống ngươi sao, cả ngày lo lắng dè chừng. Nhiệt hòa tiên tôn khoát tay áo, cười khổ nói. Hạc hạc, đều là người quen, lần này thám hiểm chân ngôn môn thì càng dễ xử lý rồi. Thạch xuyên không vừa cười vừa nói. Không tệ, không tệ, vừa rồi nhiệt hỏa đạo hữu còn nói ngươi có thể làm chi kỷ rượu cùng ta, Đến đến đến, chúng ta trước không quản những thứ khác, uống trước cho đỡ ghiền đã. Hồ Tam vừa cười vừa nói. Hàn Lập thấy vậy mỉm cười, cũng không có từ chối, lúc này ngồi đối diện với Thạch Xuyên không, đối ẩm với Y. Lại nói tiếp, ban đầu ở trong nhàn vân cốc, ngoại trừ cảnh dương thượng nhân, còn có nhiệt hỏa tiên tôn mê rượu, chưa từng nghĩ tới bây giờ kết bạn cùng Hồ Tam này cũng là tử quỷ. Bất quá tính cách người này hào phóng không bó buộc, ngược lại làm hắn không có phản cảm, làm khơi gợi lên một ít chuyện cũ ở thất huyền môn trước kia, Hắc Sơn Tiên Vực, Nguyên Quy Đại Lục, Lưu Vân Thành. Nguyên Quy Đại Lục ở biên giới Đông Nam Hắc Sơn Tiên Vực, mà Lưu Vân Thành lại ở vị trí phía Nam suối cùng của Nguyên Quy Đại Lục, tuy nhìn có vẻ vắng vẻ, nhưng cũng xem như là đại thành phồn vinh số 1 số 2 ở Hắc Sơn Tiên Vực. Tường thành cao ngất nguy nga, hầu như đâm thẳng vào tầng mây, nội thành với các con đường rộng rãi kéo dài giao thoa nhau, vô số kiến trúc cao lớn hoa mỹ như rừng, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Xa xa nhìn lại, khắp nơi trong thành đều là dòng người rậm rạp chẳng chịt, trên trời cũng có từng đạo độn quang bay qua phồn vinh hưng thịnh khó có thể tưởng tượng phía bên ngoài thành là một mảnh hải vực vô biên nước biển màu đen mặt biển cuồn cuộn kịch liệt nhấc lên từng cơn sóng lớn tựa hồ cả phiến hải vực đang phát cuồng hải vực này có tên là bạo loạn chi hải quanh năm sóng biển ngập trời khí hậu cực kỳ ác liệt bên trong chứa rất nhiều nguy hiểm trời nói phàm nhân dù là một ít tu sĩ có tu vi hơi thấp cũng không cách nào sinh tồn trong đó được tuy khí hậu bạo loạn chi hải cực kỳ ác liệt nhưng thiên địa linh khí bên trong lại vô cùng nồng đậm, trên biển có rất nhiều yêu thú, càng có rất nhiều linh tài chân quý. Vì vậy mặc dù bạo loạn chi hải vô cùng nguy hiểm, nhưng có vô số tu sĩ đi tới Lưu Vân Thành, từ nơi này ra biển tầm bảo, khiến cho thành này trở nên cực kỳ phồn hoa. Lưu Vân Thành phồn vinh như vậy, không chỉ là vì những người kia ra biển tầm bảo, mà còn có một nguyên nhân trọng yếu là bên trong Lưu Vân Thành, tọa lạc một tòa truyền tống trận vượt ra cả hắc thổ tiên vực. Bốn tiên khu mặc dù không cách xa man hoang giới vực, nhưng cũng không giáp giới nhau, đều cách một ít nơi hiểm địa. Hắc Sơn Tiên vực cách Hắc Thổ Tiên vực chính là bạo loạn chi hải này. Chính giữa Lưu Vân Thành này thình, linh có một ngọn núi khổng lồ màu trắng cao vút đến tận chân mây, từ chân núi đến đỉnh núi xây dựng rậm rạp chằng chịt vô số kiến trúc xoay quanh tòa núi. Từ đằng xa nhìn lại, toàn bộ ngọn núi màu trắng khổng lồ giống như một cái tổ ong lớn, rất là đồ sộ. Chỗ giữa sườn núi khổng lồ này, có một tòa bạch tháp cao 3 tầng đứng dựa vào núi. Cửa điện trước tháp treo một tấm biển lớn mấy trượng, phía trên dùng kim phấn viết ba chữ to phi tiên điện. Nơi đây đúng là đại điện truyền thống Lưu Vân Thành, toàn thân do từng khối ngọc thạch màu trắng xây trồng lên nhau. Xuyên qua cửa chính đại điện, đi qua một hành lang gấp khúc màu trắng, phía trước sáng tỏ thông suốt, là một gian sảnh lớn màu trắng to chừng mấy trăm trượng. Bên trái sảnh lớn có một cái bàn ngọc thạch màu trắng dài mảnh, đứng phía sau là mấy tên tu sĩ thiên đình mặc áo bào màu vàng, đang bắt tay làm việc trước năm sáu đội ngũ tu sĩ xếp hàng trước bàn bên phải sảnh lớn có vài chục truyền tống trận lớn nhỏ không đều, xếp thành mấy hàng, bên cạnh từng truyền tống trận dựng đứng một khối ngọc bài, trên đó viết nơi truyền tống trận đến. Những truyền tống trận này đều vận chuyển ông ông, thỉnh thoảng chớp động ra từng đạo bạch quang ngút trời, tiếp nhận từng nhóm tu sĩ đến Lưu Vân Thành, hoặc là truyền tống đến địa phương khác. Lúc này, phía trước một cái truyền tống trận bên trái sáng ngời mãnh liệt, tản mát ra bạch quang ngút trời, vốn trong pháp trận không có một bóng người bỗng hiện ra mười mấy thân ảnh. Bốn nhân ảnh đi ra, là ba thanh niên nam tử, còn có một lão giả tóc trắng, đúng là bốn người Hàn Lập Tử Vi Thước Sơn chạy một đường tới đây. Vì để tránh phiền toái, bốn người thay đổi thân hình dung mạo một chút. Dọc theo con đường này, đại bộ phận bọn hắn đều cưỡi truyền tống trận tiến lên, ngẫu nhiên đụng phải một ít phiền toái liền trực tiếp phi độn chạy đi, đi một chút dừng một chút, bỏ ra hơn 30 năm, rốt cuộc đã tới Lưu Vân Thành. Xem như đã đến rồi, đi thôi. Hồ Tam gối hai tay sau ót, nói với ba người khác một tiếng liền đi ra bên ngoài này, ta nói, chúng ta không trực tiếp cưỡi truyền tống trận sao? Bạo loạn chi hải này cũng không phải là có thể đi xuyên qua đấy. Đuôi lông mày nhiệt hỏa tiên tôn khẽ động, hỏi vội. Cưỡi truyền tống trận vượt qua vực cũng không khác gì trực tiếp băng qua vực, phải bị thẩm tra vô cùng nghiêm khắc, chúng ta trước chuẩn bị một chút mới được. Bước chân hồ tam không ngừng, cũng không quay đầu lại, truyền âm nói với ba người một tiếng. Nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói gì thêm, đi theo. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không từ đầu đến cuối không nói một lời theo ở phía sau, đi ra ngoài. Chỉ là những người còn lại không có phát hiện, lúc Hồ Tam nói chuyện với nhiệt hỏa tiên tôn, khóe miệng gã hơi kéo ra, tựa hồ toát ra vài phần bất đắc dĩ. Hồ Tam chạy trốn nhiều năm tại các đại tiên vực, kinh nghiệm phong phú vô cùng, vì vậy trên đường đi, một ít lộ tuyến nguy hiểm cần phải chú ý, đều giao cho gã chịu trách nhiệm. Lại nói tiếp, mọi người có thể đi trôi chảy như thế tới Lưu Vân Thành này, công lao của gã không nhỏ người này thoạt nhìn chẳng hề để ý cái gì, dường như không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật tâm tư tinh tế, suy tính nhiều chuyện còn hơn mấy phần so với những người khác. Theo dòng người đi ra ngoài, bốn người rất nhanh rời khỏi tháp cao màu trắng. Vị trí tháp ở địa thế khá cao, thành trì phía dưới, còn có bạo loạn chi hải ngoài thành, đều xuất hiện trước mắt. Bạo loạn chi hải quả nhiên đồ sộ. Hàn Lập nhìn hải vực phía xa, kích động tán thưởng một tiếng. Tiếng nổ mạnh ù ù từ xa truyền đến, mọi người dưới chân ngọn núi màu trắng khổng lồ cũng rung động lắc lư nhẹ theo nơi đây chỉ là khu vực gần biển còn không xem vào đâu nếu như đến chỗ sâu trong bạo loạn tri hải chỗ đó mới chính thức là sóng lớn ngập trời rất kích thích a à, hồ tam cười nói a à, chẳng lẽ hồ tam đạo hữu đã đi vào chỗ sâu trong bạo loạn tri hải hàn lập thấy hơi lạ hỏi đã xảy ra thật lâu rồi lần đó cũng là từ lưu vân thành này tiến về hắc thổ tiên vực lúc ấy ta nhất thời nóng đầu muốn vượt qua bạo loạn tri hải liền bỏ ra mấy chục năm, đã đến chỗ sâu trong bạo loạn chi hải rồi. Hồ Tam cười nói, "Ta có xem qua một ít ghi chép về bạo loạn chi hải, nói là chỗ sâu trong hải vực ngoại trừ các loại yêu thú, còn có các tộc quần hải yêu tộc kỳ lạ sinh hoạt, thực lực rất mạnh, có thể chiến đấu với yêu thú trên biển, lại thêm trên biển không thiếu nơi hiểm yếu, có thể nuốt sống người đi qua bạo loạn chi hải này." Hàn Lập hỏi như thế Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng Thạch Xuyên không nghe vậy, cũng đều cảm thấy hứng thú nhìn qua. Hắc hắc, lễ huynh quả nhiên là nghe nhiều biết rộng. Chỗ sâu trong bạo loạn chi hải này xác thực nguy hiểm, nhất là những hải yêu tộc kia, chúng nó thù hận cực đoan tu sĩ nhân loại, nhìn thấy nhất định đuổi giết đến cùng, hiếm khi có tu sĩ gặp phải hải yêu tộc mà toàn mạng trở ra. Lần trước sâu trong bạo loạn chi hải ta cũng gặp phải hải yêu tộc, bị chúng nó truy sát một đường trọn vẹn hơn 10 năm, cuối cùng bằng vào một quả tiên phủ không gian, mới may mắn chạy thoát trở về, nhưng chịu không ít tổn thương. Hồ Tam nhìn mặt biển dung chuyển phía xa, đồng tử hơi co lại một cái, tựa hồ có chút sợ hãi nói. Lúc đó tu vi hồ huynh so với hiện tại thì, nhiệt hòa tiên tôn hơi trần chờ hỏi. Đó là chuyện nhiều năm trước rồi, ta vừa mới tiến cấp thái ất cảnh, nhất thời đắc ý quên mình, mới làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Hồ Tam cười hạc hạc, chẳng hề để ý nói. Hàn Lập nghe nói vậy, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Thực lực hồ Tam hắn đã chứng kiến, lấy tu vi thái ất cảnh cũng không thể vượt qua bạo loạn chi hải này xem ra trong biển sâu này rất nguy hiểm nghe nói bên trong hải yêu tộc kia còn có tồn tại đại la cảnh thiên đình cũng không thương thảo được cho nên mới không tiếc món tiền khổng lồ kiến tạo truyền tống trận chỗ này để vượt qua vực hồ tam tiếp tục nói thì ra là thế nhiệt hòa tiên tôn nghe vậy gật đầu đi thôi nơi đây không phải chỗ nói chuyện chúng ta tới nội thành tìm một khách sạn ở trước đã hồ tam nhìn thoáng qua chung quanh một cái dẫn đầu bay vào hướng nội thành ba người hàn lập phi thân đuổi theo rất nhanh bốn người đi tới nội thành tìm một khách sạn thanh tịnh thuê bốn gian phòng ở lại hàn lập thoáng sửa soạn trong phòng một chút sau đó đứng dậy đi tới gian phòng hồ tam hỏi thăm gã lúc trước nói thẩm tra là cái gì việc này không vội chúng ta thật vất vả mới đi tới lưu vân thành này chỉ vội vàng đi qua như vậy thì thua thiệt rồi ta biết rõ trong lưu vân thành này có một tòa vị tử lâu làm mỹ thực khẩu vị vô cùng ngon lượn quanh lưỡi ba ngày không tiêu tan lâu này có một loại tuyệt phẩm tiên tử Chúng ta trước đi uống thử, sau đó lại nói những thứ khác. Hồ Tam cười ha ha, không có trả lời vấn đề Hàn Lập, ngược lại giới thiệu một món rượu ngon trong thành. Hàn. Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Dọc theo con đường này, cứ đến một thành, Hồ Tam nhất định phải tìm một ít món ngon mỹ vị, có đôi khi phải đợi 10 ngày nửa tháng, làm chậm hành trình không ít. Tuyệt phẩm tiên tử. Thật không? Nhiệt hòa tiên tôn cùng thạch xuyên không bây giờ cũng đã đi tới. Nhiệt hòa tiên tôn nghe có hảo tử ánh mắt lập tức sáng lên, xoa xoa đôi tay nói. Thời gian vừa qua mọi người một mực căng thẳng tinh thần chạy đi, xác thực vất vả, trước nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Thạch Xuyên không cười nhạt một tiếng, nói ra. Thạch Huynh nói rất đúng, nên như thế, đi mau, đi mau. Hồ Tam dùng sức vỗ bả vai Thạch Xuyên không một cái, sau đó gấp gáp giống như khó dằn nổi bước nhanh ra bên ngoài. Hàn Lập thấy tình hình này, bất đắc dĩ lấy tay sờ lên mũi, cất bước đi theo. Mặc dù đối với rượu ngon món ngon, Hắn cũng không để trong lòng, nhưng cũng không muốn làm mọi người cụt hứng. Chương 645, ung Dung Tự Tại Dịch giả, độc hành hồ ta mang theo ba người hàn lập rẽ trái rẽ phải trong Lưu Vân Thành, rất nhanh đi tới trước một tử lâu màu đỏ thắm, cửa treo một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ to vị tử lâu. Tử lâu này có quy mô khá lớn, tổng cộng có năm tầng, tầng một tầng hai là đại sảnh, bày đầy bàn lớn, lầu ba trở lên chính là khu vực khách quý, cách ra từng gian riêng. Giờ phút này mặc dù chưa đến giờ cơm, nhưng tầng 1 tầng 2 đã ngồi đầy người, hơn nữa ngồi tại chỗ này đều là tu sĩ, tu vi lại không thấp. Phía trước quán rượu vẫn còn có không ít tu sĩ, giống như thực khách thế tục bình thường đang xếp hàng chờ đợi, nhìn thấy ba người Hàn Lập cả bọn âm thầm kinh ngạc. Hồ Tam tự hồ không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, trực tiếp bước vào tửu lâu, lấy ra một vật giống như lệnh bài, lắc lắc trước mặt một tiểu nhị chạy ra chào đón. Nguyên lai like là khách quý đến, mời lên phòng khách quý trên lầu tiểu nhị xem xét lệnh bài một chút, lập tức cúi đầu khom lưng mang theo bốn người đi thẳng tới một phòng khách quý tầng 5. Phòng khách quý đặt một bộ bàn ghế dựa cực kỳ tinh tế, rực rỡ không xa xỉ, cho dù lấy ánh mắt của bốn người cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Hồ Tam cũng không hỏi qua ba người, miệng lưỡi lưu loát kêu một bàn mỹ thực phong phú với tiểu nhị, còn có một bầu rượu lớn màu thanh bích cao hơn một thước. Sương mù màu trắng nhẹ nhẹ từ trong miệng bầu rượu bay lên, khuếch tán chậm chậm ra không khí. Một mùi rượu thơm kỳ dị lan ra, cho dù là nhiệt hỏa tiên tôn lẫn thạch xuyên không ngửi được mùi rượu này, tinh thần cũng chấn động, trong miệng vậy mà nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên là rượu ngon. Ánh mắt nhiệt hỏa tiên tôn sáng lên, khen. Tất nhiên rồi, khách nhân đi tới vị tử lâu này, hơn phân nửa đều là vì tiên tử mà tới. Hồ Tam cầm bầu rượu lên rót cho mỗi người một chén, tiếp đó bưng chén rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch, mặt lộ vẻ say mê. Hàn lập bưng chén rượu lên, nếm thử một chút, con mắt lập tức sáng lên. Loại rượu này có màu hổ phách, nhìn óng ánh trong suốt. Sau khi vào miệng, một cỗ hương vị khó nói lên lời bao trùm đầu lưỡi, tiếp đó chậm rãi thẩm thấu truyền đến toàn thân. Mùi rượu này không chỉ có một, mà là trên trăm loại tư vị kỳ rượu dung hợp thành. Hắn nếm thử qua cũng chưa hẳn nhận ra được hết các loại hương vị trong đó. Rất nhiều mùi rượu đan vào nhau, nhưng lại phân ra rõ ràng, để cho người khó mà dùng lời nói hình dung được. So với bất kỳ tiên tử nào mà Hàn lập uống qua trước kia đều cao hơn một bậc. Quả nhiên là tuyệt phẩm tiên tử không biết rượu này tên là gì nhiệt hỏa tiên tôn cũng nếm thử một miếng gật đầu khen rượu này tên là hồ phách tiên sở dĩ vị tử lâu có danh khí to lớn như thế hơn phân nửa nguyên nhân là nhờ rượu này mỗi lần thiên đình tổ chức quần tiên hội cũng sẽ dùng hồ phách tiên này hồ tam dứt lời uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon trong tay mặt lộ vẻ thỏa mãn quần tiên hội sắc mặt hàn lập khẽ động đặt chén rượu trên tay xuống chính là thịnh hội của thiên đình cứ qua một đoạn thời gian thiên đình sẽ triệu tập cung chủ các đại tiên vực tiên cung đến thiên đình, thương nghị chuyện quan trọng, xem như là thịnh hội lớn nhất của thiên đình. Hồ Tam gật gù đắc ý nói. Hàn Lập nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức trầm ngâm, tựa hồ đang cân nhắc điều gì. Hồ Tam cũng không để ý Hàn Lập, buông tay buông chân ăn uống thả cửa. Thạch, xuyên không cũng có chút yêu thích mỹ thực, cũng lập tức ra tay ăn uống. Nhiệt hòa tiên tôn tựa hồ cực kỳ yêu thích hồ phách tiên này, uống liên tục chén này sang chén khác. Không quá lâu, cả bàn mỹ thực rượu ngon đều bị quét sạch, chỉ còn lại một bàn chén bát bừa bộn. Cơm nước non nê, quả thật là thiên đại chuyện vui nhân sinh. Bởi vì cái gọi là khổ tu vạn năm cuối cùng thành tiên, tại sao phải chia ra làm hai thế giới tương phản? Người khác vẫn tu hành khổ, ta vẫn tiêu diêu giữa thiên địa. Hồ Tam vỗ vỗ cái bụng hơi căng lên, thở dài nói. Được lắm, tiêu diêu tự tại giữa thiên địa. Nên uống cạn một chén lớn. Nhiệt hòa tiên quân khen lớn một tiếng nói. Thạch xuyên không xoa bụng, bĩu môi, không nói gì. Ăn cũng ăn xong, uống cũng uống no bụng rồi, chúng ta cũng nên thương lượng một chút chuyện chính sự tiến về Hắc Thổ Tiên vực cả." Hàn Lập đặt chén rượu xuống, mở miệng nói ra. Đồng thời hai tay hắn bấm quyết điểm một cái, một tầng thanh quang nhộn nhạo lên, mở ra một tầng màn sáng màu xanh bao quanh gian phòng lại. Lệ huynh thật đúng là không để cho người ta buông lỏng một chút. Hồ Tam nhìn Hàn Lập một chút, uể oải nói: "Lệ huynh nói không sai, chúng ta vẫn nên thương lượng một chút chính sự mới tốt." Lưu Vân Thành là trọng thành Hắc Sơn Tiên vực, Thiên Đình cực kỳ trọng thị nơi này, chỉ sợ đã sớm bố trí xuống vô số cơ sở ngầm trong nội thành, hay là chúng ta nên rời sớm mới tốt." Sắc mặt Thạch Xuyên không ngừng lại nói. "Đúng là như vậy." Nhiệt hòa Tiên Tôn cũng gật đầu nhẹ. "Tốt a, à, tốt a, à, thực không có cách nào ép các ngươi a." À. Hồ Tam thấy ba người đều nói như vậy, nhún vai, thu hồi vẻ đùa giỡn. "Thạch huynh nói không sai, Thiên Đình cực kỳ trọng thị Lưu Vân Thành này" nhất là truyền tống trận kia càng bị thiên đình khống chế nghiêm mật người muốn sử dụng truyền tống trận đều phải qua thẩm tra nghiêm khắc hồ tam dừng một chút nghiêm mặt nói thẩm tra chủ yếu ở mặt nào hàn lập lập tức hỏi có hai mặt một là thẩm tra thân phận muốn dùng khóa vực truyền tống trận cần phải có thân phận được hắc sơn tiên cung tán thành bất quá cái này không khó chỉ cần chịu tốn tiên nguyên thạch vẫn dễ dàng lấy được thân phận chính quy mặt thứ hai mới thật phiền phức phải qua thiên kính thẩm tra hồ tam nói đến đây cũng nhíu mày lại thiên kính thẩm tra đó là cái gì nhiệt hỏa tiên tôn ngạc nhiên hỏi là thiên đình nghiên cứu ra một loại pháp trận cảm ứng gọi là thiên kính pháp trận dò xét khí tức cực kỳ nhạy cảm phương pháp này có chức năng lưu trữ nghe nói bên trong tồn trữ hết thảy tin tức trọng phạm thiên đình truy nã trong đó bao gồm dung mạo công pháp tu luyện sử dụng tiên khí giống như chúng ta là nghịch phạm truy nã của thiên đình chỉ cần tiết lộ một chút tin tức ngay lập tức sẽ bị thiên kính pháp trận cảm ứng được đến lúc đó có hậu quả gì cũng không cần ta nói rõ a à, hai tay hồ tam vỗ một cái nói vậy mà có thể ghi chép hết thảy tin tức tội phạm thiên đình truy nã thật là pháp trận cảm ứng lợi hại hàn lập chậm rãi nói ta tuy xem thiên đình không vừa mắt nhưng nắm trong tay toàn bộ tiên giới dưới trướng có vô số kỳ nhân dị sĩ càng tích lũy vô số tri thức cũng chỉ có bọn hắn mới có thể nghiên cứu ra loại vật này bất quá bố trí một cái thiên kính pháp trận cực kỳ phức tạp tiêu hao tài nguyên vô số kể cũng chỉ có một số địa phương trọng yếu thiên đình mới bày ra pháp trận này. Hồ Tam còn nói thêm. Bọn người Hàn Lập nghe vậy, đều im lặng gật đầu. Nhẹ. Thạch huynh ngươi và ta đã đại náo một trận tại tụ côn thành, chỉ sợ hiện tại cũng đã nằm trên chu tiên bảng thiên đình. Nhiệt hỏa huynh thì không cần phải nói, một mực bị thiên đình truy xét, hai người các ngươi phải nghĩ biện pháp ẩn giấu hoàn toàn khí tức của mình, không để tiết lộ nửa điểm tin tức đấy. Hồ Tam nhìn về phía thạch xuyên không cùng nhiệt hỏa tiên tôn, trịnh trọng nói, Thạch Xuyên không cùng nhiệt hỏa tiên tôn nghe vậy, đều gật đầu nhẹ, cúi đầu trầm ngâm. Về phần lệ huynh, ta không biết ngươi có bị thiên đình truy nã hay không, bất quá thiên đình thiết kế ra tòa thiên kính pháp trận này, mục đích chính là tìm kiếm thành viên luân hồi điện, ngươi cũng phải muôn vàn cẩn thận. Ta có thể phát giác được sát khí trên người ngươi nồng đậm khác thường, tuy rằng dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu, nhưng cũng không hoàn mỹ, nhất định sẽ bị thiên kính pháp trận cảm ứng được. Hồ Tam nhìn về phía Hàn Lập, hình như có thâm ý nhắc nhở, hàn lập nghe vậy sắc mặt khẽ động hắn một mực phục dụng hư nguyên đan ẩn tàng sát khí trong cơ thể không ngờ lại bị hồ tam khám phá được hiện tại ta đang muốn vượt qua sát suy sát khí trên thân tự nhiên nồng đậm bất kỳ người nào ở vào giai đoạn này cũng sẽ như vậy chẳng lẽ bởi vì chuyện này mà thiên đình nhất định quy ta là thành viên luân hồi điện mà ra tay bắt ta hàn lập có chút kỳ quái hỏi cho dù là ai chỉ cần bị thiên kính pháp trận cảm ứng được sát khí nồng đậm trong cơ thể thiên đình cũng sẽ lập tức ra tay bắt còn tại sao lại như vậy ta cũng không rõ lắm hồ tam gật đầu nói hàn lập nghe vậy trong lòng nao nao chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì thiên đình làm việc như vậy hiển nhiên không phải là bắn tên không trúng đích tựa hồ giữa luân hồi điện và hôi tiên có một loại liên hệ nào đó không muốn người biết mà đặc thù rõ rệt nhất của hôi tiên chính là sát khí hắn lập tức lắc đầu không nghĩ về việc này nữa nhưng trong lòng đang tính toán đến một vấn đề khác quan trọng hơn trước đây tại minh hàn tiên cùng hắn giết chết tiêu tấn hàn nên bị thiên đình truy sát coi như thiên đình thu thập đủ tin tức của hắn trong minh hàn tiên cung hắn vẫn có biện pháp tránh khỏi chỉ là phương pháp ẩn tàng sát khí trong cơ thể hắn chủ yếu vẫn dựa vào hư nguyên đan nhưng đó tuyệt không phải kế lâu dài nếu chỉ ẩn tàng sát khí ngược lại ta có biện pháp hồ tam nhìn thoáng qua hàn lập hơi do dự một chút lại mở miệng nói ra há biện pháp gì kính xin hồ huynh vui lòng chỉ giáo hàn lập khẽ giật mình chắp tay nói Hồ Tam lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc màu bạc, ném cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận bình ngọc, mở nắp bình ra, bên trong là một quả đan dược màu xám lớn chừng ngón cái. Hắn nhìn đan dược này, ánh mắt chợt lóe lên. Tuy màu sắc khác nhau, nhưng khí tức đan dược màu xám này tản mắt ra rất giống hương nguyên đan, nhưng lại nồng đậm hơn nhiều. Đây là... Hàn Lập không chút biến sắc nhìn về phía Hồ Tam, hỏi. Đan này tên là sát nguyên đan, ăn vào sau đó luyện hóa có khả năng ẩn tàng sát khí, hiệu quả vô cùng tốt hồ tam nói ra nếu hồ tam đạo hữu nói như vậy chỉ sợ đan này có giá trị không nhỏ tại hạ làm sao lại hàn lập có chút do dự nói hắc hắc mấy vật ngoài thân này đối với ta cũng không có vấn đề hôm nay hợp ý cùng lệ đạo hữu tặng ngươi một lần thì có làm sao hồ tam khoát tay áo ra vẻ không sao cả nói ánh mắt hàn lập lóe lên lần nữa lập tức dùng thần thức kiểm tra cẩn thận đan dược màu xám bạc sau một lát Hắn không do dự nữa, ngửa đầu nuốt viên thuốc này vào, đan dược vào bụng, rất nhanh hòa tan ra, hóa thành một cỗ khí lạnh truyền ra khắp nơi trong cơ thể. Những nơi khí lưu lạnh buốt đi qua, sát khí nơi đó lập tức ẩn núp xuống, vòng xoáy sát khí trong tiên khiếu cơ hồ cũng ngừng chuyển động, trở nên yên lặng. Rất nhanh, sát khí trong cơ thể hắn liền thu liễm hơn phân nửa. Hàn Lập cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bây giờ dược lực sát nguyên đan vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, một khi luyện hóa toàn bộ nhất định có thể che giấu hoàn toàn sát khí trong cơ thể hắn. Hơn nữa theo hắn đoán chừng, dược lực có thể duy trì tối thiểu khoảng 10 năm. Chương 646, chuẩn bị một chút. Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông, không biết Hồ Tam đạo hữu còn có nhiều sát nguyên đan hoặc là đan phương của đan này không? Lệ Mỗ có thể mua với giá cao hoặc là dùng những vật khác trao đổi cũng được. Hàn Lập nhìn về phía Hồ Tam, nói ra, vậy thì khó rồi, ta cũng ngẫu nhiên có được nó càng chưa nói đến đan phương. Hồ Tam lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Vậy có thể nói cho ta biết là đạt được sát nguyên đan này ở nơi nào không? Hàn Lập chưa từ bỏ ý định, truy vấn. Lúc trước ta chưa đột phá thái ất cảnh, tại một cuộc trao đổi hội dưới đất, thấy có người bỏ ra một ngàn tiên nguyên thạch chụp được một bình sát nguyên đan, liền thuận tay lấy được, phát hiện trong bình có hai viên, một viên trong đó đã bị ta dùng hết, vẫn còn dư lại một viên này. Còn về thuốc này xuất từ nơi nào, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hồ Tam giơ hai tay ra, nói: "Hàn Lập nghe vậy, cúi đầu, im lặng không nói. Bất luận thế nào, đa tạ Hồ huynh về sát nguyên đan, đây là 500 viên tiên nguyên thạch." Rất nhanh hắn ngẩng đầu lên, lấy ra một cái chữ vật pháp khí, đưa cho Hồ Tam. "Ta đã nói cho ngươi, ngươi lại vậy thật là không được." Hồ Tam khoát tay áo, không có tiếp nhận pháp khí chứa đồ. "Ngươi thu lấy đi, tính tình của hắn cũng tùy hứng vô cùng." Thạch Xuyên không mỉm cười nói: "Vậy thì cảm ơn Hồ Tam đạo hữu." hàn lập cũng không có chối từ chắp tay nói lưu vân thành này ta đã tới rất nhiều lần liên quan tới thân phận chính quy ba vị không cần lo lắng cho ta mấy ngày ta sẽ tự xử lý ổn thỏa nhưng thiên kính pháp trận phải nhờ vào chính ba vị rồi ta chỉ nói một lần tuyệt đối không nên ôm tư tưởng cầu may hồ tam nói trịnh trọng một câu tiếp đó thân hình thoát một cái hóa thành một đạo ngân quang mơ hồ biến mất không còn tâm tích ba người hàn lập nhìn nhau một cái thần sắc đều có chút nặng nề bọn hắn không có tiếp tục dừng lại rất nhanh rời tửu lâu, trở về khách sạn, gần nửa tháng sau. Ba người hàn lập đều đi tới gian phòng Hồ Tam, Hồ Tam vừa mới trở về, thoạt nhìn có chút mỏi mệt nhưng thần sắc lại khá hưng phấn. Xem ra ba vị đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hồ Tam nhìn ba người một chút, gật đầu cười nói. Giờ phút này ba người hàn lập đã khác ba ngày trước, ngoại trừ dung mạo không thay đổi, các mặt khác đều hoàn toàn khác biệt, bao gồm cả khí thức tản mắt ra. Lúc này Thạch Xuyên không đã đổi một thân áo bào trắng. Tay cầm một cây quạt giấy, bộ dạng công tử thế tục. Khí tức ma tộc trên người y đã biến mất không còn tâm tích, tản mát ra một cỗ chấn động khí tức dương khí thuần khiết. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng thay đổi thành một ông lão tóc xám, tay cầm một quải trượng màu tím, thỉnh thoảng phía trên hiện lên một đạo hồ quang điện màu tím. Hỏa diễm chi lực trong cơ thể lão cũng thay đổi thành khí tức lôi điện, mơ hồ cộng hưởng cùng quải trượng màu tím, không có sơ hở chút nào. Hàn Lập cũng đổi một bộ trang phục, thân thể cao hơn một chút, làn da trở nên trắng sạch sẽ hơn. Một cỗ chấn động thủy thuộc tính từ trong cơ thể hắn mơ hồ tản ra, nếu lắng nghe kỹ sẽ có từng trận thanh âm sóng nước cuồn cuộn từ trong cơ thể truyền ra. Đoạn thời gian này hắn đều ở trong khách sạn không có đi ra ngoài một bước, toàn lực luyện hóa sát nguyên đan, rốt cục thu liễm sát khí vào thể nội, đồng thời những đồ vật trên người có khả năng tiết lộ thân phận như Thanh trúc phong vân kiếm, Bích ngọc hồ lô, Giải đạo nhân, Tinh viêm đồng tử, thậm chí chữ vật pháp khí ngày thường sử dụng cũng bị hắn gỡ xuống, thu vào trong động thiên hoa chi tuy rằng tình huống trong không gian hoa chi hẳn là sẽ không bị cảm ứng được nhưng hàn lập vẫn dốc hết toàn lực bố trí một pháp trận không gian trong hoa chi bao phủ tất cả mọi thứ kể cả ma quang vào trong lúc trước hồ huynh nói trịnh trọng như vậy chúng ta sao dám chủ quan nhiệt hỏa tiên tôn cười nói hồ tam gật đầu nhẹ lấy ra ba tín vật thân phận phân biệt đưa cho ba người hàn lập vật này giống như lệnh bài toàn thân ố vàng tựa hồ dùng một loại cây khô chế tạo thành hàn lập lật xem một lượt khô mộc lệnh bài một bên viết tên mình, tuy vẫn là họ lệ, nhưng lại bỏ tên đi. Mặt kia là một đồ án đóa hoa lục giác, tựa hồ là tiêu chí gia tộc hoặc tông môn nào đó. Thân phận bốn người chúng ta bây giờ là ngoại môn trưởng lão Thiên Sa, tông ở Lưu Sa đại lục, lần này phụ mệnh tông chủ tiến về Hắc Thổ Tiên vực, mua sắm một nhóm vật tư tu luyện. Hồ Tam vừa nói, bên ngoài thân hiện ra một tầng bạch quang mơ hồ, không ngừng lấp lóe vạn vẹo. Trong bạch quang vạn vẹo, thân thể gã chậm rãi biến hóa, mấy hơi thở sau hóa thành một thanh niên đầu tóc bạc trắng khí tức tản mắt ra cũng khác hoàn toàn lúc trước. Ba người Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nhẹ. Bốn người lập tức đi ra khỏi phòng, hóa thành bốn đạo độn quang bay về phía cự phong màu trắng trong nội thành, rất nhanh lại đi tới cửa phi tiên điện. Nơi này vẫn giống như trước, rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, một bộ dạng bận rộn. Hồ Tam không có đi vào cửa chính, mang theo ba người Hàn Lập đi vào một cánh cửa bên cạnh cửa chính, bên trong có một cái cầu thang hướng lên trên. Bốn người bước lên cầu thang đi lên phía trên, Mỗi người các ngươi đưa ta 200 tiên nguyên thạch." Hồ Tam chợt quay người nói với ba người. Ba người Hàn Lập chợt nghe gã nói, đều giật mình khẽ. "Dùng làm gì?" Thạch Xuyên không có chút hiếu kỳ hỏi. "Tự nhiên là vì giảm bớt một chút phiền toái." Hồ Tam cười hắc hắc nói. Lời này có chút không minh bạch, nhưng ba người Hàn Lập không có hoài nghi cái gì, mỗi người lấy ra 200 tiên nguyên thạch đưa cho Hồ Tam. Bốn người đi nhanh qua đoạn cầu thang này, một phòng lớn màu trắng xuất hiện ở phía trước. Mấy tu sĩ Thiên Đình đứng ở bên trong đang to nhỏ với nhau, nhìn thấy bốn người Hàn Lập đến, một thanh niên tóc bạc đứng gần nhất lập tức ra nghênh đón, vẻ mặt tươi cười hỏi: "Các vị tiền bối muốn sử dụng khóa vực truyền tống trận à?" Những người kia thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ ảo não, nhưng không có tiến lên. "Không sai." Hồ Tam gật đầu nhẹ. "Mấy vị, xin mời theo ta." Sắc mặt thanh niên tóc bạc vui mừng, đi trước dẫn đường, mang theo bốn người Hàn Lập xuyên qua phòng lớn, đi vào bên trong một đại điện. Trong đại điện đặt một cái bàn đá, ngồi phía sau là một đại hán mũi to mặt chữ điền, ngồi nghiêm chỉnh, đứng bên cạnh là một lão giả râu bạc trắng, thấp giọng bẩm báo gì đó. Đại hán mặt chữ điền có tu vi kim tiên, bộ kim bào đang mang trên thân tinh xảo hơn không ít so với thanh niên tóc bạc và lão giả râu bạc trắng kia, nơi ngực nhiều hơn một đồ án kim long nghe tiếng bước chân, đại hán mặt chữ điền quay đầu nhìn sang, lão giả râu bạc trắng cũng ngừng nói chuyện. "Phương chấp sự, các vị tiền bối đây muốn dùng khóa vực truyền tống trận." thanh niên tóc bạc bẩm báo nhẹ một tiếng. Đại hán mặt chữ điền gật đầu nhẹ, nhìn về phía bốn người hàn lập, chậm rãi nói ra, quy củ dùng. Khóa vực truyền tống trận có lẽ bốn vị đều đã biết, bất quá ta vẫn muốn nói lại một lần, truyền tống phí tổn một người một ngàn tiên nguyên thạch. Bất quá trước đó, phải thẩm tra đối chiếu tin tức thân phận bốn vị, tiếp đó còn phải thông qua một pháp trận dò xét, kiểm tra một chút thân thể mấy vị, sau đó mới có thể dùng truyền tống trận. Hàn lập nghe nói lời này, lông mày âm thầm nhíu một cái lúc trước hồ tam cũng không nói phí tổn với bọn hắn không ngờ truyền tống một lần cũng không tiện nghi phải biết một ngàn tiên nguyên thạch có thể mua được một kiện nhập phẩm tiên khí đương nhiên là phẩm giai thấp nhất rồi quy củ chúng ta đều biết đây là chứng minh thân phận chúng ta hồ tam vừa cười vừa nói tiếp đó lấy khô mộc lệnh bài đưa tới ba người hàn lập cũng lấy ra tín vật thân phận đưa cho đại hán mặt chữ điền đại hán lấy từ trong ngực ra một quyển ngọc sách kim sắc vung lên trước bốn khô mộc lệnh bài một vệt kim quang từ trên sách ngọc bay ra bao phủ bốn lệnh bài lại trên kim sắc ngọc sách lập tức nổi lên một tầng kim quang đồng thời xuất hiện từng hàng chữ viết bên cạnh còn có hình ảnh nguyên lai like là bốn vị trưởng lão thiên sa tông các ngươi tiến về hắc thổ tiên vực cần làm chuyện gì ánh mắt sắc bén của đại hán mặt chữ điền quét qua bốn người một chút hỏi chúng ta phụng mệnh tông chủ đi mua một nhóm tài liệu luyện đan hồ tam tiến lên một bước bí mật lấy một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho đại hán mặt chữ điền không để lại chút dấu vết nào Đại hán mặt chữ điền thả thần thức dò xét trong chữ vật giới chỉ một lát, biểu hiện trên mặt lập tức ôn hòa hơn nhiều. Thì ra là thế, bốn vị đạo hữu phải đi xa tiến về hắc thổ tiên vực mua sắm tài liệu, thật là khổ cực rồi, thân phận bốn vị không có vấn đề, xin mời đi theo ta. Đại hán mặt chữ điền đứng lên, trả lại tín vật thân phận cho bốn người, dẫn đầu tiến vào bên trong, thanh niên tóc bạc cùng lão giả dâu bạc trắng cũng đi theo phía sau. Bốn người hàn lập cất bước theo sau, một đoàn người rất nhanh đi vào một đại điện khác. Toàn điện này dùng một loại ngọc thạch màu trắng bạc dây trồng lên nhau, tản mắt ra một tầng huỳnh quang, không biết là chất liệu gì. Trong đại điện bố trí một trận pháp hình tròn màu vàng to cỡ mấy chục trượng, bên trong pháp trận minh khắc lúc nha lúc nhúc vô số trận văn, xen lẫn nhau, vô cùng phức tạp. Mà chung quanh trận pháp màu vàng dựng tám cột đá kim sắc to cỡ một người ôm, trên trụ đá khắc từng đạo trận văn, liên kết với pháp trận phía dưới. Trên mỗi trụ đá có một tên tu sĩ kim bảo khoanh chân ngồi, giờ phút này đều nhắm mắt tĩnh tọa, bốn phía vách tường cũng minh khắc từng đạo phủ văn phức tạp cùng tương liên với trận pháp màu vàng phía trên trận pháp màu vàng nhẹ nhàng trôi nổi một kính tròn kim sắc to lớn không khí phụ cận pháp trận phát ra tiếng ong ong giống như thanh âm thánh ca quanh quẩn trong đại điện đây chính là thiên kính pháp trận hàn lập nhìn tình cảnh trước mắt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc mở ra pháp trận tra xét rõ ràng không được bỏ sót mảy may giờ phút này trên mặt đại hán mặt chữ điền biểu lộ vẻ nghiêm túc trầm giọng nói với tám người trên trên trụ đá tám người kia mở to mắt trong miệng ngâm tụng chú ngữ đánh ra từng đạo kim sắc pháp quyết trận pháp màu vàng đột nhiên phun mạnh ra kim quang lóa mắt trong đó kèm theo vô số phù văn màu vàng hình thành một cột sáng màu vàng như thực chất dung nhập vào trong kính tròn kim sắc phía trên trên kính tròn lập tức sáng lên từng đường vân màu vàng nhanh chóng lan tràn ra rất nhanh lan ra khắp toàn bộ kính tròn kim sắc những đường vân màu vàng này tạo thành từng hình dạng kỳ dị thoạt nhìn rất giống từng con mắt màu vàng kim quỷ dị, nhẹ nhàng chớp động, từng gợn sóng màu vàng từ trong con mắt này tản ra, bao phủ trận pháp màu vàng phía dưới. Bốn vị đạo hữu, thỉnh theo thứ tự đi qua pháp trận. Lúc này đại hán mặt chữ điển quay người nhìn về phía bọn người Hàn Lập nói, bốn người nhìn nhau, Hồ Tam cất bước đi đầu, bước vào trong trận pháp màu vàng. Uỳnh, trận pháp màu vàng thoáng ba động một chút, những phù văn trong cột sáng màu vàng lập tức biến đổi. Ngưng tụ thành vô số tia sáng kim sắc, giống như vô số xúc tu, nhẹ nhàng đụng chạm các nơi trên thân thể Hồ Tam. Trên kính tròn, những con mắt kia tản mát ra sóng ánh sáng kim sắc cũng lập tức sáng lên, dung hợp vào nhau, hình thành từng đạo sóng ánh sáng kim sắc như viên hoàn, bao lại thân thể Hồ Tam. Sắc mặt Hồ Tam thản nhiên, chậm rãi đi thẳng về phía trước, rất nhanh ra khỏi phạm vi pháp trận, không có bất kỳ dị trạng nào xuất hiện. Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng thoáng thở ra một chút nhìn các loại biến hóa của trận pháp màu vàng ý niệm trong đầu chuyển động người tiếp theo đại hán mặt chữ điền vẫy tay với ba người hàn lập một cái nói thạch xuyên không chắp tay với đối phương một cái tiến lên trước bước vào trong trận pháp màu vàng những tia sáng kim sắc lập tức hội tụ lại đụng chạm thân thể của y sóng ánh sáng kim sắc trên kính tròn cũng bao phủ xuống thân thể thạch xuyên không thoáng cứng ngắc lại một cái sau đó tiếp tục đi về phía trước rất nhanh cũng bình yên đi qua trận pháp màu vàng Hàn Lập không đợi đại hán mặt chữ điền kia mở miệng, thần sắc ung dung cất bước tiến về phía trước, bước vào trận pháp màu vàng. Chương 647, thành dưới mặt đất. Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông Hàn Lập vừa mới bước vào pháp trận, liền cảm thấy một cỗ áp lực vô hình không cách nào nói rõ từ trong pháp trận màu vàng tuôn ra, trùm lên thân thể hắn. Thân thể của hắn lập tức trầm xuống, cảm giác dường như đứng ở vạn trượng dưới đáy biển, tựa hồ trong nháy mắt thân thể không thể nào động đậy mảy may những tia sáng kim sắc từ bốn phương tám hướng hội tụ đến lượn lờ quanh thân thể hắn không thôi đỉnh đầu cũng có từng đạo sóng ánh sáng chụp xuống hàn lập nhíu mày lại cảm giác được hai cỗ lực lượng từ trong pháp trận tuôn ra chui vào thân thể hắn một cỗ nhu hòa linh động một cỗ khác to lớn dày đặc hai cỗ lực lượng du động khắp nơi trong cơ thể hàn lập cảm giác được hết thảy tình huống trong cơ thể hắn hàn lập không có ý ngăn cản hai cỗ lực lượng này bởi vì hết thảy nói rất dài dòng nhưng cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, thân thể thoáng dừng lại một chút, liền khôi phục hành động, sau đó sắc mặt hắn bình tĩnh cất bước đi về phía trước. Kỳ thật, từ khi rời khách sạn, hắn đã thúc dục tiên linh lực, trong cơ thể vận chuyển chậm rãi dựa theo thủy diễn tứ thời quyết. Mặt khác, hắn còn dùng một môn bí thuật phong ấn hơn, phân nửa khí huyết vô cùng tràn đầy của mình, ẩn giấu mấy loại tinh huyết chân linh, còn có khí thức đại chu thiên tinh nguyên công nữa. Tóm lại, hết thảy thông tin có thể tiết lộ thân phận, Hàn Lập điều dốc toàn lực xử lý nếu như vậy mà vẫn bị thiên kính pháp trận dò xét ra chân thân, hắn cũng đành chịu. Trận pháp màu vàng vận chuyển ong ong, hai cỗ lực lượng du tẩu khắp cơ thể hàn lập, dừng lại nhiều một chút ngay chỗ hàn lập phong ấn, và ngay trên hai ngón tay phải hắn, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đi ra. Trong lòng hàn lập âm thầm thở vào nhẹ nhõm, đi nhanh qua pháp trận, đến bên cạnh hồ tam cùng thạch xuyên không. Hai người gật đầu với hàn lập, rồi nhìn về nhiệt hỏa tiên tôn phía sau cùng. Giờ phút này nhiệt hỏa tiên tôn đang ngông nghênh bước vào pháp trận, rất nhanh cũng thuận lợi thông qua thân phận và thông tin bốn vị đạo hữu đều không có bất cứ vấn đề gì có thể sử dụng khóa vực truyền tống trận truyền tống phí tổn mỗi người một ngàn tiên nguyên thạch đại hán mặt chữ điển đi tới nói bọn người hàn lập mỗi người lấy ra một ngàn tiên nguyên thạch giao cho đại hán mặt chữ điển lúc hồ tam đưa tiên nguyên thạch lại lặng lẽ lấy một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho đại hán mặt chữ điển mấy vị đi theo ta trên mặt đại hán mặt chữ điển lộ ra vẻ tươi cười mang theo đám người hàn lập tiếp tục đi tới phía trước lại đi vào trong một đại điện trên mặt đất trong điện này bố trí một không gian trận pháp truyền thống lớn cỡ vài chục trượng trong pháp trận minh khắc vô số trận văn màu bạc so với thiên kính pháp trận bên ngoài cũng không kém bao nhiêu từng đạo ngân quang lấp lóe không gian rung động mãnh liệt từ trong pháp trận tản ra bốn người hàn lập dưới sự chỉ dẫn của đại hán mặt chữ điền đứng ở trong trận pháp truyền thống năm ngón tay đại hán mặt chữ điền điểm một cái bốn đạo bạch quang bắn ra đùng một tiếng dính vào trên thân bốn người, chính là một phù lục màu trắng hình tam giác. Sau đó gã lấy ra một ngọc bài màu bạc, trong miệng lẩm bẩm. Thanh niên tóc bạc cùng lão giả râu bạc trắng cũng đứng một bên pháp trận, mỗi người lấy ra một ngọc bài, bấm quyết không thôi. Trận pháp truyền tống lập tức nổi lên ngân quang sáng tỏ, vận chuyển kịch liệt. Một đạo ngân quang ngút trời hiện lên, thân ảnh bốn người biến mất không còn tăm tích. Trong miệng đại hán mặt chữ điền ngâm tụng chú ngữ, bấm quyết điểm một cái, trận pháp truyền tống lập tức nhanh chóng lắng lại rất nhanh khôi phục bộ dạng lúc trước thanh niên tóc bạc cùng lão giả dâu bạc trắng đi tới đứng ở bên cạnh đại hán mặt chữ điền những tiên nguyên thạch này thưởng cho các ngươi đại hán mặt chữ điền lấy ra một chữ vật pháp khí ném cho hai người thanh niên tóc bạc sau đó quay người đi ra bên ngoài đa tạ phương hộ pháp hai người đại hỷ khom người thi lễ một cái nói chờ thân ảnh đại hán mặt chữ điền biến mất lúc này hai người mới mở chữ vật giới chỉ ra Bên trong là một trăm tiên nguyên thạch. Lập tức hai người chia nhau mỗi người một nửa. Đã sớm nghe nói làm việc tại tầng hai phi tiên điện là một công việc béo bở. Không ngờ lại béo bở phong phú như thế. Chỉ qua một đoạn thời gian nữa là, ta có thể góp đủ tiên nguyên thạch mua sắm một kiện nhập phẩm tiên khí rồi. Thanh niên tóc bạc có chút kích động nói. Đây là đương nhiên. Bằng không thì ngươi thử nghĩ tại sao nhiều người lại muốn làm việc tại tầng hai phi tiên điện như vậy. Lão giả dâu bạc trắng cười hắc hắc nói hai người thấp giọng cười nói, kề vai sát cánh đi ra bên ngoài. Phương Bắc Hắc Thổ Tiên vực có một đại lục hình dáng hẹp dài như giao long, tên là Ô Long Đại Lục. Khu vực Bắc Bộ ngàn núi vắt ngang, vạn sông chảy cuồn trộn mạnh mẽ, địa thế chập trùng, khắp nơi là những dãy núi kéo dài vạn dặm, xen lẫn ở giữa là ngàn vạn khe rãnh to lớn thật sâu, bên trong thủy hệ phân bố phong phú, địa hình cực kỳ phức tạp. Bởi vì địa hình địa vật đặc thù, dẫn đến toàn bộ phương Bắc mặc dù thành trì không ít, nhưng lại không có tòa đại thành có quy mô to lớn nào, trong đó chiếm diện tích phổ biến nhất là một tòa thành tên Hắc Dứ Thành ở đoạn giữa thế Lương Sơn mạch. Tuy phương bắc Hắc Sơn Tiên Vực hoang vắng, nhưng cũng không phải là rừng thiêng nước độc hiểm ác chi địa gì, trái lại bởi vì có nhiều đặc sản linh thổ chân quý đã trở thành nơi được rất nhiều linh dược tiên thảo cùng sơn tinh yêu mị sinh trưởng um tùm. Càng tới gần Tiên Vực bên trong có rất nhiều thương hội làm sinh ý, xem nơi đây là phúc địa của thương nhân, nhào nhào cắm dễ thành lập phân hội ở đây, vừa thu thập gieo trồng các loại linh thảo, vừa mua sắm quạng mỏ trắng trợn đào móc linh thổ địa mạch hắc Dú thành có tên này là nhờ một loại linh thổ màu đen nằm trong dãy thế lương sơn mạch này loại linh thổ này giống như cặn dầu bên trong chứa linh khí nhưng không thể gieo trồng linh thảo trên đó lại có thể đem ra nung làm khối lỗi bởi vì bản thân hắc Dú thổ có tính kết dính đặc biệt lại tồn trữ linh khí khiến cho lúc luyện chế khối lỗi gia nhập tỷ lệ nhất định đất này liền có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công luyện chế khối lỗi cùng tỷ lệ phẩm cấp cũng chính vì vậy Toàn bộ hắc dư thổ ở thế Lương Sơn mạch bị đào móc hết sức kịch liệt. Trải qua gần trăm vạn năm khai thác đào móc, hắc dư thổ ở toàn bộ dãy núi cơ hồ đã bị đào rỗng, trong lòng đất cũng không còn thừa bao nhiêu. Bởi vì toàn bộ khoáng mạch bị đào hết, địa thế thế Lương Sơn mạch bị chìm xuống, mặt đất so với những nơi khác trái lại trở nên càng thêm bằng phẳng khoáng đạt, thích hợp tu kiến bến đò tiên gia cỡ lớn, làm nơi cung cấp các loại độ thuyền vận chuyển và cập bến. Cho nên, từ mấy chục vạn năm trước cả tòa thế lương sơn mạch đã không còn là nơi khai thác khoáng mạch ngoại trừ một phần khu vực được tu kiến thành bến đò lớn ra các địa phương còn lại trở thành linh thổ gieo trồng các loại linh thảo một phần khu vực trong đó được kiến tạo thành một tòa thành chỉ to lớn nằm dưới mặt đất chính là hắc dứ thành hiện nay thành này nằm sâu dưới đất mấy trăm dặm được chia làm bảy tầng vì thế nó có biệt danh thất trọng thành tại chỗ sâu nhất ở tầng bảy tòa thành tu kiến một tòa đại điện truyền tống chiếm diện tích khá rộng có khả năng tiếp dẫn tu sĩ Hắc Sơn Tiên vực lân cận truyền tống tới. Giờ phút này, bên ngoài đại điện truyền tống đang có bốn đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra, trong đó người cầm đầu có vóc dáng gầy gò trong bộ đồ đen, cơ hồ sóng vai với một người dung mạo thanh tú tóc trắng quăn, chính là Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không. Hai người Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn theo sau hai người bọn họ, cũng đi gấp theo ra, một người sắc mặt ngưng lại, một người ánh mắt phức tạp. Làm sao vậy? Nhiệt Hỏa đạo hữu trở lại trốn cũ, tâm tình có chút bất định à? Hàn Lập nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh, vừa cười vừa nói, nơi đây cách trốn cũ còn rất xa à, lúc trước tuy một mực dừng lại ở Hắc Sơn Tiên Vực, cách nhau cũng không tính quá xa, nhưng vẫn không dám trở về Hắc Thổ Tiên Vực, bây giờ biến thành cái dạng gì cũng không biết nữa, ngược lại thật có chút cảm giác lưu luyến. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười khổ một tiếng nói, Hắc Thổ Tiên Vực này có chút khác lạ à, đại điện truyền tống lại được xây dưới mặt đất. Hàn Lập nhìn chung quanh một chút, thấy phía trên mái vòm cực cao khảm nạm từng khỏa minh châu to lớn, tản mắt ra quang mang ấm áp giống như mặt trời, chiếu sáng cả bốn phía xung quanh. Đại điện phía sau hắn được khảm vào vách đá, phía trước là một tòa đại sảnh rộng rãi, ngay phía trước cùng hai bên trái phải đều có một lối đi rộng rãi, không biết thông đến nơi nào. Lệ đạo hữu có chỗ không biết, vị trí chúng ta lúc này đang nằm trong một tòa thành chỉ được tu kiến, dưới một quạng mỏ. Ở dưới này không chỉ có đại điện truyền tống, còn có khách sạn tiên gia cùng rất nhiều cửa hàng. Lát mang người đi dạo một vòng bên trên, người sẽ biết rõ. Hồ Tam dường như rất au en thuộc nơi này, quay đầu nói với Hàn Lập. Vậy làm phiền rồi. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Bốn người đi dọc theo lối đi bên trái ra ngoài, trên đường đi quả nhiên nhìn thấy từng tòa đại điện khảm trên vách núi đá. Trong đó có rất nhiều ngọn núi bị trực tiếp đào rỗng, bên ngoài phía trước xây thành những bức tường với gạch xanh trồng lên nhau. Trong đó có rất nhiều bức tường phía ngoài được trang trí chạm trổ giường cột, trên cửa treo tấm biển lớn, phía trên gắn các lá cờ tinh kỳ, thoạt nhìn không khác gì các cửa hàng trong thành lớn. Ở tầng 7 này cũng không có gì nhiều, thương khách lui tới cũng ít nhất, nhưng thương hội chân chính trên cơ bản đều thiết lập tại nơi này, có hai khách sạn tiên gia cũng xây ở tầng này, không có gì náo nhiệt. Một đường đi dọc theo những cửa hàng này tiến lên, Hồ Tam vừa đi vừa giới thiệu cho Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng Hàn Lập. Xuyên qua một cánh cửa hình vòm, lại đi vào bên trong mấy trăm bước, mấy người đi tới một tòa đại sảnh rộng rãi, trong sảnh gần vách núi đứng lặng một tòa lầu các bằng đá cao 2 tầng, phía trên trang trí các loại hoa văn trang sức cùng đồ án hoa điểu ngư trùng hoạt nhìn Hoa Mỹ đến cực điểm, đỉnh lầu treo một tấm biển to lớn, phía trên viết ba chữ to Bách Tạo Các bằng kim triện văn. Thế nào? Lệ Đạo Hữu muốn vào dạo chơi. Thạch Xuyên không thấy Hàn Lập đứng ở cửa lầu, ngửa đầu nhìn cửa lầu này, hỏi Bách Tạo Các cùng Bách Tạo Sơn chắc là có quan hệ với nhau. Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Lệ Đạo Hữu còn không biết sao? Bách Tạo Sơn lấy luyện khí nổi danh trên đời, ngoài việc làm sinh ý cùng các đại thương hội, chính nó cũng mở các cửa hàng bán pháp bảo khôi lỗi do ngoại môn trưởng lão chủ trì bách tạo các này chính là cửa hàng của nó được phân bố nhiều nơi trong tiên vực thạch xuyên không giải thích ha ha là tại hạ cô lậu quả văn hàn lập vừa cười vừa nói lúc trước tùy hắn thường gặp gỡ cảnh dương thượng nhân nhưng chủ đề nói về bách tạo sơn vẫn tập trung ở thuật luyện khí còn chưa quan tâm những phương diện này ngược lại cũng không kỳ quái nghe giao tam đạo hữu nói đạo hữu một mực ở tại nơi vắng vẻ bắc hàn tiên vực Ngược lại chưa từng gặp qua Bách Tạo Các cũng không có gì lạ." Hồ Tam mở miệng nói ra. Thạch Xuyên không nghe vậy, lông mày nhíu một cái không dễ nhận ra, ánh mắt không tự chủ lại nhìn Hàn Lập đánh giá một chút. Hàn Lập chú ý tới ánh mắt Thạch Xuyên không, nhìn y cười cười. Thạch Xuyên không gật đầu khẽ, sau đó rời ánh mắt đi. Chương 648, Bến Đò. Dịch giả: Độc hành bốn người Hàn Lập đi tiếp mấy dặm, cuối cùng dừng lại trước một động khẩu hình vòm. Ánh mắt ba người Hàn Lập đều nhìn về phía Hồ Tam trong này chính là truyền tống trận cỡ nhỏ tiến về tầng 6, của thành lúc trước ta có nói qua với các ngươi, các nơi trong thành cũng có không ít. Chúng ta vào thôi. Hồ Tam nói xong liền dẫn đầu bước qua cánh cửa đi vào trong đó, ba người Hàn Lập cũng theo sát phía sau. Vừa vào trong, Hàn Lập liền thấy, trên mặt đất cách không xa trước mặt có một tòa truyền tống trận nhỏ chừng hơn 10 trượng. Bên cạnh truyền tống trận đặt một cái bàn, phía sau là một dị tộc da xanh lá có ngoại hình gần giống thằn lằn, đang ngồi xếp bằng cúi đầu ngủ say không chút phản ứng với mấy người Hàn Lập đi vào. Hồ Tam thấy thế, đi tới phía trước gọi y tỉnh lại, sau đó ném một túi chứa linh thạch cực phẩm lên trên bàn, rồi dẫn mấy người Hàn Lập đi vào trong pháp trận. Dị tộc gia xanh cầm cái túi lên ước lượng, thấy đám người Hàn Lập xuất thủ xa xỉ, ngoài phí tổn pháp trận còn cho thêm tiền boa, lập tức tinh thần chấn động, vội vàng chuẩn bị thúc giục pháp trận đưa mấy người lên tầng 6, vẫn không quên thi lễ với Hồ Tam một cái. Hồ Tam cười liên tục nhìn đối phương gật gật đầu, một bộ dạng rất vui vẻ bên trong pháp trận lóe lên quang mang thân ảnh bốn người hàn lập lập tức mơ hồ một cái biến mất không thấy dị tộc da xanh nhìn linh thạch cực phẩm trên bàn trà trên mặt càng vui vẻ đang định kiểm lại một chút thu vào túi chữ vật sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ hắn cúi đầu nhìn ngón tay trống rỗng lập tức nổi giận lôi đình chỗ cửa điện bên trong một tòa truyền tống trận ở tầng 6, hồ tam thảy thảy một chiếc nhẫn màu xanh biếc trong tay chậm rãi bước ra cái tật xấu ngứa ngáy tay chân này của ngươi vẫn không chịu sửa đổi sao sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Sau lưng Thạch Xuyên không thấy thế, che chắn lắc đầu, mặt bất đắc dĩ nói. Diệu thủ của Hồ Tam Đạo Hữu lần này đúng là 10 phần tinh diệu, đột nhiên trong nháy mắt liền ngăn cách hoàn toàn nhẫn chữ vật với người kia, mà lại không bị ý phát hiện. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Nhiệt hòa tiên tôn không nói gì, vô thức kiểm tra một hồi vòng chữ vật của mình, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian gần đây giữ quy củ quá dài, tạm thời có chút ngứa nghề, ha ha không cần để ý, không cần để ý. Hồ Tam cười cười, khoát khoát tay nói. Đến tầng 6, dòng người bên trong đường núi hiểm trở rõ ràng trở nên dày đặc, trong đó đại đa số đều là nhân tộc, nhưng dị tộc muôn hình muôn vẻ lại nhiều hơn so với trước. Cửa hàng trên vách núi đá cũng càng thêm dày đặc, các loại cờ quạt chiêu phiên treo thật cao, nhao nhao nhô ra đến hành lang đường, trong đó phần lớn đều là cửa hàng bán linh thổ và linh thảo, đương nhiên cũng không thiếu cửa hàng bán tiên gia pháp bảo cùng đan dược thoạt nhìn không có nhiều khác biệt so với các cửa hàng bình thường. Về sau mấy người đi liên tiếp lên các tầng trên, tình huống bên trong cơ bản giống nhau, bất quá càng lên cao thì thương khách lui tới trong thành càng nhiều, chung quanh một mảnh náo nhiệt. Bất quá, Hồ Tam tự hồ rất ưa thích hoàn cảnh ồn ào này, càng lên cao đi càng chậm, nửa đường còn ghé một tử quán tiên ra, uống một ít linh tử tiên những có chút danh tiếng, mang theo bọn Hàn Lập ăn một trận như phàm nhân. Gã vốn nghe Hàn Lập cũng có trình cao trong việc thưởng thức rượu, liền đưa Hàn Lập mấy cái bình, kết quả Hàn Lập bởi vì uống rượu chung cùng Hồ Ngôn đạo nhân quá lâu, ánh mắt khá cao đối với linh tử tiên nhưỡng, căn bản trướng mắt linh tử nơi này, nhẹ nhàng cự tuyệt. Mấy người đi từng tầng từng tầng lên tới mặt đất, đã nửa ngày sau. Vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà hạ xuống phía tây, chiếu rọi tòa thành xây trên mặt đất thành một màu đỏ thẫm. Hàn Lập phóng tầm mắt nhìn qua, liền nhìn thấy từng tòa kiến trúc to lớn vô cùng, như lỗ châu mai đứng lặng bên ngoài thành trì, bên cạnh lơ lửng một tòa độ thuyền tiên gia to lớn như núi. Nhiệt hỏa đạo hữu, lệ đạo hữu, di tích chân ngôn môn đại khái ở tại huyễn yêu triều trạch, nằm trong phủ khâu đại lục thuộc hắc thổ tiên vực, thông qua cưỡi độ thuyền kết hợp truyền tống trận, đại khái cần khoảng 30 năm là tới, bất quá có thể dùng truyền tống trận địa phương thì không nhiều lắm, phần lớn vẫn dựa vào độ thuyền. Hồ Tam chỉ vào một hướng, mở miệng nói ra, vì sao phải cưỡi độ thuyền? Những độ thuyền này tuy hình thể to lớn, lại phi hành an ổn, nhưng tốc độ cũng không nhanh bằng chúng ta tự khống chế tiên khí phi hành a hàn lập hơi khó hiểu hỏi lệ đạo hữu nói không sai nhưng hắc thổ tiên vực này có chút quy củ đặc biệt a à, có một số khu vực không được tùy ý bay qua có ít khu vực thì trực tiếp sắp đặt cấm chế một khi cưỡng ép sông qua rất có thể sẽ bị tiên cung tiếp cận hồ tam mở miệng nói ra không nghĩ tới hắc thổ tiên vực còn có nhiều quy củ như vậy nhiệt hòa tiên tôn bĩu môi nói không sai một mặt là bởi vì một đường nam tiến linh điền khoáng mạch rất nhiều, nhiều nơi thuộc về sở hữu tư nhân của các đại thương hội, không cho phép tu sĩ bên ngoài tùy ý xâm nhập. Một phương diện khác là bởi vì giữa các phiến đại lục hắc thổ tiên vực cũng cách nhau bằng các khu vực đầm lấy độc trướng với diện tích lớn, bên trong có địa phương đến nay vẫn là cấm khu giống như man hoang giới vực, tồn tại rất nhiều yêu thú kinh khủng, thậm chí trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc đại la. Hồ Tam còn nói thêm, đây đều là do hắc thổ tiên cung tăng cường khống chế nên mạnh mẽ đưa ra quy định tại một ít khu vực xa xôi còn dễ nói, nhưng nếu đến phụ cận đại thành, khá là phiền toái. Thạch Xuyên không tiếp lời, giải thích. Tất cả thương hội độ thuyền đều có đường thủy cố định, đã báo cáo tiên cung chuẩn bị trước, bởi vậy sẽ không chịu ảnh hưởng. Hồ Tam bổ sung. Nhớ năm đó chân ngôn môn chúng ta vẫn còn, hắc thổ tiên vực cũng không có những thứ quy củ cho má này. Nhiệt hòa tiên tôn có chút thương cảm than thở một tiếng. Nói như vậy, cưỡi độ thuyền ngược lại là phương thức ổn thỏa nhất. Hàn lập gật đầu nhẹ nói, cũng không hẳn. Rất nhiều thương hội mặc dù đã báo trước, lại do nộp số lượng lớn tiên nguyên thạch, nhưng bến đò ven đường vẫn bị người tiên cung lấy các cớ lục soát, thành thành thật thật tiếp nhận kiểm tra, do đó đến trễ mấy tháng, hoặc bị móc tiên nguyên thạch như tiền mãi lộ. Hồ Tam lắc đầu nói, trách không được lúc trước ở Lưu Vân Thành, đạo hữu đã làm một chuyện tính ra cũng không là a. À. Hàn lập nhịn không được cười nói, ha ha, bất quá có thạch huynh, chúng ta cũng không bị những phiền toái này. Tại tất cả đội thuyền của các nhà, chỉ có độ thuyền của bách tạo các cùng quảng nguyên trai sẽ không bị người tiên cung xem xét nặng nề đại đa số tình huống cũng sẽ không có kiểm tra hồ tam vừa cười vừa nói bến đò quảng nguyên trai ở chỗ xa hơn một chút xin mời chư vị theo ta thạch xuyên không cười nói một câu dẫn đầu bay nhanh về phía trước mấy người hàn lập theo sát phía sau lướt vào không trung một đường đi về hướng nam bay lên trên bầu trời hàn lập cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện bến đò trên mặt đất nhiều hơn xa so với lúc trước hắn nhìn thấy từng tòa nối tiếp nhau, sắp xếp chỉnh tề trong phạm vi mấy trăm dặm. Ở giữa còn xen lẫn từng tòa phường thị cùng đường phố, dưới ánh đèn chiếu rọi trạng vạng thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Sau một lát, mấy người đi vào một bến đò chiếm diện tích khá rộng, tiến vào một đại điện chủ sự. Bên trong có một lão giả tóc xám quản sự thấy thế, lập tức đặt chén trà đã đưa tới miệng xuống, đứng dậy chạy ra đón chào. Tựa hồ lão quen biết với Thạch Xuyên không, trên mặt vui vẻ, vừa mở miệng nói chuyện lại bị Thạch Xuyên không giành nói trước. Chu trưởng quỹ, đã lâu không gặp, Thạch Mỗ lại tới làm phiền. Thạch đạo hữu chính là khách quý ít gặp, lúc nào tới bến đò chúng ta đều là chuyện may mắn rồng đến nhà tôm, làm sao dám gọi là quấy giày? Những người này đều là bằng hữu A. Tới tới tới, mọi người vào bên trong ngồi. Lão giả hơi chậm lại, lập tức khôi phục như thường nói. Trong khi nói chuyện, lão dẫn bọn hàn lập vào một nhã thất trong điện, rót nước trà cho từng người. Mở miệng hỏi, thạch đạo hữu luôn luôn vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay đến đây chắc là có chuyện quan trọng. Vẫn là chu trưởng quỹ hiểu ta, chuyến đi gần nhất của đội thuyền Quảng Nguyên Trai đến phù khâu đại lục khi nào xuất phát. Thạch Xuyên không cười hỏi. Lão giả tóc xám suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra, gần đây vừa mới góp nhặt một nhóm linh thổ. Trong dược điền cũng có một nhóm hòa diên thảo cùng Ngọc Linh Chi thành thục, chỉ chờ hàng hóa tập trung về là có thể xuất phát, đại khái còn cần nửa tháng nữa. Ha, nói như vậy chúng ta tới vừa đúng dịp. Hồ Tam nghe vậy, cua cua chén trà, mở miệng nói ra, ha ha, mấy vị tới vừa đúng dịp, mấy ngày nữa trong đấu thú trường Hắc Dứ Thành vừa vặn có một trận đấu đánh cược, đừng ngại đi xem một chút, xem như tiêu phí thời gian luôn. Chu trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Thạch Xuyên không nghe lời ấy lập tức hào hứng, ngồi thẳng người nó, là Hắc Lan đấu thú chàng à? Tỷ lệ đặt cược thế nào? Vâng. Nghe nói 10 trận đấu này đều là yêu thú cao cấp đến từ Hắc Sơn Tiên vực, bắt được từ phương Bắc Man Hoang giới vực, trong đó lợi hại nhất là hai đầu có huyết mạch chân linh, bởi vậy tỷ lệ đặt cược khá cao chu trưởng quỹ gật đầu nói thế nào mấy vị có hứng thú chứ mấy ngày nữa chúng ta cùng đi nhìn một chút thạch xuyên không quay đầu nhìn về phía bọn người hàn lập hỏi hàn lập cười thầm trong bụng cảm thấy hồ tam thích rượu thạch xuyên không thích cờ bạc đúng là có thể tụ cùng một chỗ bất quá việc này hắn cũng không có hứng thú gì liền lắc đầu cự tuyệt nếu là có cược chơi cờ ta còn nguyện ý tới nhìn một cái chuyện đấu thú thì miễn cho ta đi nhiệt Hỏa tiên tôn cũng vừa cười vừa nói còn ngươi chẳng lẽ cũng không đi? Thạch Xuyên không nhìn Hồ Tam, hỏi. Đi. Tại sao không đi? Thạch Huynh ngươi đã cược tất thua, ta chỉ cần cược ngược lại, nhất định sẽ không thua thiệt. Hồ Tam nhíu mày, cao giọng kêu lên. Phi, ta thua lúc nào? Thạch Xuyên không nổi giận nói. Mọi người nói chuyện phía mấy câu. Sau đó chu trưởng quỹ sai đám thủ hạ sắp xếp xong xuôi khách viện, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Ban đêm, Hàn Lập đang ở trong phòng nhắm mắt đả tọa. Nhiệt hòa tiên tôn bỗng nhiên gõ cửa bái phòng. Sau khi vào cửa, Hàn Lập mời lão ngồi xuống, lấy ra đồ uống trà châm cho lão một chén trà thơm, rồi ngồi đối diện tĩnh tọa không nói gì. Ngay lúc bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt, rốt cuộc Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mở miệng nói ra, "Lệ Đạo Hữu, ta có một ít chuyện không biết có nên." Ngay lúc lão còn chưa nói hết lời, liền thấy Hàn Lập vung tay lên, một màn sáng vô hình liền ngăn cách toàn bộ căn phòng lại. Nhiệt Hỏa Đạo Hữu cứ nói đừng ngại. Hàn Lập vừa cười vừa nói, "Lệ Đạo Hữu, ngươi đây là sáng sớm đã chờ ta tới a Nhiệt hòa tiên tôn thấy thế, cười khổ nói. Chương 649, Tông Môn Thất Lạc. Dịch, độc hành nhóm dịch phàm nhân tông nếu ta là đạo hữu rơi vào cảnh ngộ bây giờ, cũng sẽ đi tìm minh hữu giống như vậy. Hàn lập cười cười, không tỏ rõ ý kiến mở miệng nói. Không sai, lúc trước muốn lệ đạo hữu đồng hành, cũng là do cân nhắc từ việc này. Chỉ là khi đó đạo hữu cự tuyệt, nên chưa kịp nói chuyện kết minh với ngươi. Nhiệt hỏa tiên tôn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, nếu ta không có chuyện phiền phức quấn thân, có lẽ khi đó đã đáp ứng. Bất kể thế nào, hiện tại hai chúng ta vẫn là bằng hữu đồng hành, chẳng qua là nhiều hơn một thân phận thành viên luân hồi điện thôi. Ánh mắt Hàn Lập nhìn thẳng đối phương, chậm rãi nói. Sau khi nhiệt hỏa tiên tôn nghe xong, vẻ do dự trên mặt lại hiện lên, trần chờ một lúc lâu mới lên tiếng. Lệ đạo hữu, ngươi và ta vốn quen biết lâu tại giã hạc cốc, tuy không phải sinh tử chi giao gì, nhưng cũng xem như quân tử chi giao, có thể thẳng thắn nói cho ta biết, rốt cuộc luân hồi điện giao ngươi nhiệm vụ gì không? Có quan hệ với đại ngũ hành huyễn thế quyết không? Nhiệt hỏa đạo hữu, không dối gạt ngươi, ta cũng không phải là thành viên trung tâm luân hồi điện, nhận được nhiệm vụ chỉ là phụ trợ hồ tam thăm dò di tích chân ngôn môn, nhưng cụ thể hắn muốn làm gì, ta xác thực không được biết. Hàn lập thản nhiên nói, lệ đạo hữu đã nói như vậy, nếu ta không tin thì không có lý lẽ rồi. Về hai người hồ tam cùng thạch xuyên không, ta cũng không tín nhiệm, dù sao đều vì mình chủ, tâm tư khó liệu, lần hành trình di tích này có thể liên minh hay không vẫn là hy vọng đạt được một câu trả lời chắc chắn từ trong miệng lệ đạo hữu nhiệt hòa tiên tôn cắn răng nói nhiệm vụ luân hồi điện đè lên người có một số việc ta không thể không làm nhưng liên quan đến sự tình tính mệnh nhiệt hòa đạo hữu lệ mỗ không dám hứa chắc sẽ dốc toàn lực cứu nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn càng sẽ không bỏ đá xuống giếng hàn lập suy tư một lát nói được có câu này của đạo hữu ta xem như uống được viên thuốc an thần việc này xong, tất có hậu báo. Nhiệt hòa tiên tôn hơi ôm quyền, nói. Hàn lập lập tức đáp lễ lại. Hai người lại tiếp tục tán gẫu chuyện cũ nhàn vân sơn một lát, sau đó nhiệt hòa tiên tôn mới cáo từ ly khai. Một buổi sáng sớm hơn 10 ngày sau, Hàn lập và nhiệt hòa tiên tôn cùng nhau đi tới tường thành nơi độ thuyền cập bến, mới phát hiện chỉ có một mình hồ tam chờ ở nơi đó. a, à, sao lại không thấy thạch đạo hữu? Sau khi chào hỏi, Hàn lập khẽ ồ lên một tiếng nói, Thạch huynh hẳn còn một số chuyện chưa làm xong, chắc chậm một chút a, à, thời gian trôi qua thật nhanh, ta ở đây còn chưa đã ghiền á. Hồ Tam ngáp một cái, lười biếng nói. Nhìn qua thì chắc hôm qua Hồ Tam đạo hữu đã tới đấu thú trường rồi. Hàn lập khẽ mỉm cười nói. Ai, thôi đừng nhắc nữa. Hồ Tam khoát tay áo nói. Cứ thế đợi chừng sau một khắc đồng hồ, Thạch Xuyên không cùng chu trưởng quỹ khoan thai chậm rãi đi tới. Xin lỗi một tiếng rồi cùng mấy người lên thuyền. Đi theo thuyền Quảng Nguyên trai là một vị cung phụng Kim Tiên hậu kỳ, cùng một vị quản sự Chân Tiên sơ kỳ. Vị Kim Tiên chỉ lộ diện nói chuyện với mấy người ngắn ngủi một lát liền trở về tĩnh thất của mình, vị Chân Tiên thì một mực bồi tiếp mấy người, an bài khách thất cho từng người bọn họ. Tòa độ thuyền này có thể tích cực lớn, rộng tới mấy ngàn trượng, trên thuyền ngoại trừ kho hàng, còn có hơn 300 gian khách thất, chỉ là bình thường không, cho người ngoài thuê, chỉ để cho người thương hội sử dụng. Hàn Lập chọn lựa một khách thất ở khoang đáy thuyền điều kiện so với khách thất phía trên kém một chút, nhưng cách xa khách thất khác, lại yên tĩnh bí ẩn một chút. Vị quản sự chân tiên bồi tiếp Hàn Lập xuyên qua kho hàng, đi đến khách thất của hắn. Trên đường qua kho hàng, Hàn Lập nhìn thấy bên trong xếp chỉnh tề những dương lớn màu đen rộng hơn một trượng vuông, phía trên còn khắc rõ một ít phù văn đặc thù, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hồ quản sự, bên trên những dương màu đen này có ba động linh lực quen thuộc, sao cảm giác có chút giống túi chữ vật. Hàn Lập hơi nghi hoặc hỏi. Tiền bối nói không sai, những dương màu đen này đúng là chữ vật pháp khí, chế tác đơn giản hơn so với túi chữ vật, đại khái có thể tồn chữ gấp trăm lần thể tích hàng hóa, chỉ là thời gian cất giữ không dài bằng túi chữ vật. Bất quá chỉ vận chuyển các loại linh thổ cũng đủ dùng rồi. Quản sự chân tiên giải thích, thì ra là thế. Hàn lập gật đầu nói, đi dọc theo kho hàng tiến vào bên trong, Hàn lập còn thấy một ít lồng giam đặc chế, có cái cao chừng trăm trượng, có cái chỉ ba thước, phía trên quấn quanh từng tia điện quang và dán phù lục phòng cấm. Trong lồng là những yêu thú hoặc là linh mị, toàn bộ nằm sấp, mỗi đầu vết thương trùng chất, hoặc là mặt ù mày trao. Những thứ cổ quái kỳ lạ này luôn có người ưa thích, còn nguyện ý xuất giá cao. Người xem đầu man sa sư tử kia, đó là trong đấu thú trường linh triều thành chỉ đích danh muốn có. Chúng ta bỏ ra rất nhiều khí lực, mới từ biên giới man hoang giới vực mang về một đầu như thế. Quản sự chân tiên không đợi hàn lập hỏi, liền chủ động chỉ vào trong chiếc lồng nói, Hàn Lập hơi nhíu mày, không nói gì thêm. Tên quản sự chân tiên thấy thế, thức thời ngậm miệng lại, không nói nữa. Đợi đến khi gã dẫn Hàn Lập đến cửa phòng khách, vẫn nhịn không được mở miệng hỏi, tiền bối thật không cần đổi một gian khách thất thượng đẳng chứ. Không cần, ta thích yên lặng một chút, hảo ý hồ quản sự ta xin tâm lĩnh. Hàn Lập vừa cười vừa nói, vậy, về sau tiền bối có gì phân phó cứ nói, trước ta không quấy giày nữa. Quản sự chân tiên cáo lui nói, đợi gã rời đi, Hàn Lập mở cửa phòng vào, phát hiện gian khách thất này vậy mà người phần rộng rãi, ngoại trừ phòng ngủ còn có một gian tĩnh thất cùng một phòng khách. Tĩnh thất cùng phòng khách nằm ở một bên mạn thuyền, đều có một cái cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy bầu trời ngoài cửa sổ. Hàn Lập đánh giá một vòng, sau đó lấy ra từng kiện đồ vật bày trận, bố trí pháp trận lên toàn bộ các gian phòng. Đến khi bố trí xong, hắn mới đi đến gian tĩnh thất khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Màn đêm buông xuống, quang mang thanh lãnh xuyên qua cửa sổ vương vãi xuống mạn tàu chiếu ra một khoảnh ánh sáng màu trắng lốm đốm rộng hơn một thước. Hàn Lập lấy tiểu bình màu xanh sẫm từ trước ngực xuống, đặt dưới ánh sáng màu trắng lốm đốm kia, nhìn một lát, cổ tay tiếp tục chuyển một cái, lấy ra viên ngọc giản ghi chép tầng thứ 5 công pháp luyện thần thuật, dán lên mi tâm dốc lòng tìm hiểu. Độ thuyền hành không, thời gian yên tĩnh thoáng cái trôi qua hơn 30 năm. Thông qua việc sử dụng truyền tống trận cùng cưỡi độ thuyền, bọn người Hàn Lập lên đường bình an vô sự xuyên qua Ô Long đại lục, tiến nhập vào trong phủ Khâu đại lục. Một ngày này, Hàn Lập đã bế quan hồi lâu, cửa phòng khách bị Hồ Tam gõ mở ra. Lệ đạo hữu đừng bế quan quá lâu quên đi chính. Sự, chúng ta đã đến Yên Ba Thành, phải rời thuyền chỗ này rồi. Hồ Tam nhìn Hàn Lập một chút, vừa cười vừa nói. Lệ mỗ ngược lại cũng muốn quên đi chuyện vặt, bất quá Hồ Tam đạo hữu sẽ không đáp ứng rồi. Ha ha, đạo hữu đi trước một bước, ta thu thập một chút, lập tức tới ngay bong thuyền tụ họp cùng chư vị. Hàn Lập cũng trêu chọc nói. Hồ Tam gật đầu nhẹ, lập tức rời đi. Hàn Lập đóng cửa phòng, thu thập hết thảy trận kỳ trận bàn đồ vật trong phòng vào, lại xóa đi hết thảy khí tức bản thân lưu lại, sau đó mới đi ra hướng bong thuyền. Nửa khắc đồng hồ sau, bốn người Hàn Lập rời khỏi độ thuyền, bay thấp bên ngoài quan đạo Yên Ba thành, chậm rãi hướng vào nội thành. Hồ Tam, vì sao không dựa theo lúc trước ước định, đến Huyễn Yên thành lại rời thuyền? Nơi đó tất cả công việc ta đều đã sớm sắp xếp xong, người lại khăng khăng muốn xuống chỗ này. Thạch Xuyên không tự hồ thắc mắc chuyện này, mở miệng hỏi. Thạch Huynh, người có chỗ không biết. Mọi người đều biết mê Trần Huyễn Yên xuất hiện, là dấu hiệu di tích chân ngôn môn hiện thế. Cũng không nhiều người biết rõ mê Trần Huyễn Yên bắt nguồn từ nơi nào a. À. Hồ Tam một bộ dạng ghét bỏ, nói. Người nói là, mê Trần Huyễn Yên bắt nguồn từ phụ cận Yên Ba Thành. Thạch Xuyên không nửa tin nửa ngờ hỏi. Yên Ba Thành, Huyễn Yên Thành, Phong Hối Thành, còn có Lưu Yên Thành, tuy đều phân bố ven bờ Huyễn Yên triều trạch, nhưng quan sát mấy lần mê Trần Huyễn Yên xuất hiện lúc trước, cơ hồ tỷ lệ cao nhất là gần Yên Ba Thành, có thể thấy được nơi khởi nguyên, tất nhiên cách Yên Ba Thành gần nhất. Theo ta phỏng đoán, rất có khả năng ở phụ cận U Phù Đảo. Hồ Tam cười hắc hắc một tiếng, nhưng vẫn mở miệng giải thích mấy câu. Hồ Tam đạo hữu, các ngươi nói tới mê Trần Huyễn Yên, đó là cái gì? Hàn Lập có chút không rõ nội tình hỏi. Liên quan tới việc này, để ta nói đi. Năm đó, sau khi Trần Ngôn Môn bị diệt, cũng không biết là vì duyên cớ gì, toàn bộ tông môn ngoại trừ số ít mảnh vỡ ra, cơ hồ đều biến mất. Về sau cứ qua 3.600 năm, huyễn yên triều trạch mọc lên một loại sương mù màu hồng, sẽ có bộ phận di tích chân ngôn môn hiển hiện, nhưng phần lớn thời gian đều là ảo ảnh, chớp mắt là biến mất, nhìn thấy mà không thể đụng. Ánh mắt nhiệt hỏa tiên tôn ngưng lại, chậm rãi nói. Xem ra nhiệt hỏa đạo hữu đã điều tra không ít chuyện di tích chân ngôn môn A, thạch xuyên không nhíu mày, nói. Chỉ là chút ít rãnh rỗi truyền ngôn thôi. Nhiệt hỏa tiên tôn cười ha hả nói. Trên thực tế, lúc trước ở đây di tích chân ngôn môn cũng không có. Huyễn Yên Triều Trạch vốn cũng không phải tên này. Hồ Tam chuyển đề tài, nói ra. Không có di tích. Hàn Lập hơi kinh ngạc, chớp mắt hỏi. Không sai. Ước chừng vài vạn năm trước, mảnh đầm lầy này xuất hiện mê Trần Huyễn Yên lần thứ nhất. Những di tích chân ngôn môn kia mới từ từ hiển lộ, cũng bắt đầu từ đó nơi này mới đổi tên là Huyễn Yên Triều Trạch. Hồ Tam gật đầu nhẹ nói. Nói như vậy, di tích chân ngôn môn cũng không phải đột nhiên xuất hiện tại sao lại như vậy hàn lập nhíu mày hỏi nguyên nhân này thì quên đi đến nay còn chưa có kết quả bất quá theo thạch huynh phỏng đoán năm đó chân ngôn môn trải qua cuộc chiến hủy diệt kinh thiên động địa dẫn tới toàn bộ chân ngôn môn đều lọt vào trong khe hở không gian cho nên mới biến mất không còn tung tích thẳng đến vài vạn năm trước không biết do duyên cớ gì một lần nữa hiện lên một cách kỳ lạ hồ tam giải thích nói ta chỉ tùy tiện đoán thôi không thể coi là thật đừng nói gạt lệ đạo hữu Thạch Xuyên không nghe vậy, cười khoát tay áo nói, "Thạch đạo hữu quá khiêm nhường rồi, ta xem đây rất có thể là sự thật." Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm túc nói, "Mấy người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đã tới ngoài Cử Yên Ba Thành, nơi cửa chỉ có một tu sĩ chân tiên sơ kỳ cầm đầu đội ngũ, kiểm tra thân phận người vào thành, tra xét cũng không nghiêm khắc. Mấy người Hàn Lập nộp một ít phí vào thành, rất nhẹ nhõm tiến vào thành." Chương 650, xuất hiện dịch P. Chiêu 0812 Biên, độc hành nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Đây là một tòa thành chỉ có tu sĩ và Phạm Nhân sinh sống cùng nhau, chỉ kiểm tra thân phận tu sĩ, sẽ không quấy dày Phạm Nhân. Thực tế kiểm tra cho có lệ, vì thành chủ trấn giữ nơi này cũng chỉ có tu vi kim tiên trung kỳ, sẽ không chủ động đi tìm phiền toái. Hồ Tam thấy Hàn Lập có chút ngỡ ngàng liền giải thích. Như vậy lại càng dễ dàng, Hồ Tam đạo hữu chọn nơi đây chắc là đã tính toán qua. Hàn Lập mỉm cười khen ngợi, đám người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua thành Bắc, là nơi phàm nhân sinh sống, tiến thẳng vào thành Nam. Mặt thành phía Nam chiếm một phần ba diện tích tòa thành, là khu vực tập trung chủ yếu của tu sĩ, phủ thành chủ cũng ở nơi này. Cách phủ thành chủ không xa, có một tòa tiểu sơn ngay trong thành, tên là Vọng Yên Sơn, cao chưa đến 500 trượng, trên đỉnh núi là khách sạn lớn nhất dành cho tiên gia ở Yên Ba Thành, đám người Hàn lập chọn ở nơi này. Căn cứ tin tức nội bộ trong luân hồi điện, lần gần nhất đầm lầy huyễn yên, xuất hiện mê Trần Huyễn Yên là khoảng 3.500 năm trước, cho nên lần xuất hiện tiếp theo có lẽ trong khoảng 100 năm nữa. Thời gian trăm năm, thế tục đã là một thế hệ, nhưng đối với người tu hành, nhất là những tiên nhân như Hàn Lập thì chỉ trong chớp mắt. Đám người Hàn Lập đều muốn đi nhanh vào đầm lầy Huyễn Yên, kết quả không nghĩ tới hơn 130 năm qua, mà nơi ấy vẫn như cũ không có chút biến hóa nào. Do vậy, Hồ Tam rất nôn nóng, còn Thạch Xuyên Không và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lại có phần lo lắng, chỉ có Hàn Lập bình thản, điều hắn quan tâm nhất lúc này là phương pháp loại trừ sát khí tìm kiếm bên trong luân hồi điện nhưng đáng tiếc không có ai trả lời bù lại trải qua thời gian dài bế quan tìm hiểu như vậy luyện thần thuật tầng thứ năm vốn tối nghĩa khó hiểu nay đã có thêm chút cảm ngộ khả quan hơn còn bên trong động thiên hoa chi đạo binh cùng các loại linh dược sinh trưởng rất tốt một ngày này hàn lập vừa thu hết đạo binh từ động thiên đi ra đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ về phía xa ánh mắt nhìn quang cảnh trong thành, rơi vào một chỗ rất xa trên đầm lầy huyễn yên. Lúc này giữa trưa, nắng tốt nên sương mù trên đầm lầy huyễn yên tản đi không ít, tầm mắt so với ngày thường xa hơn rất nhiều, thậm chí không cần sử dụng linh mục cũng có thể thấy rõ U Phù Đảo ở phía xa. U Phù Đảo, đúng ra cũng không phải là một hòn đảo, chẳng qua chỉ có một ít đồng cỏ, nước và bùn hỗn tạp. Phía trên bề mặt phủ một lớp đất hình thành đầm lầy, diện tích chỉ hơn 10 dặm, bên trên có một ít bụi cỏ dễ cạn sinh trưởng, Hàn Lập định ngắm nhìn một lúc rồi tiếp tục tu luyện luyện thần thuật, nhưng vào lúc này, chân mày hắn bỗng nhiên nhảy lên, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu tím, tập trung tinh thần nhìn về hướng U Phù đảo. Chỉ thấy trên đảo từ trong bụi cỏ đen như mực, có một cột đá màu xám lơ lửng từ trong nhô lên, cao tầm 6 thước, chỉ cao hơn lùm cây một chút, Hàn Lập nếu không nhờ thị lực kinh người cũng khó mà phát hiện được. Ngay sau đó, từng sợi sương mù màu hồng nhạt từ chung quanh cột đá tỏa ra nhảy nhẹ, rồi càng lúc càng lớn, rất nhanh khoách tán ra khắp đầm lầy không bao lâu đã che mất toàn bộ u phù đảo đã đến hàn lập hơi thu ánh mắt than nhẹ gần như đồng thời có một âm thanh từ bên ngoài vang lên lệ đạo hữu mê trần huyễn yên đã xuất hiện chúng ta tranh thủ xuất phát đi đúng là giọng nói của hồ tam hàn lập liền đáp hồ tam đạo hữu đợt chút ta đến ngay sau một lát bốn người hàn lập tề tụ tại đỉnh vọng yên sơn chuẩn bị xuất hành đến u phù đảo Trừ vị chớ trách ta hối thúc gấp lần này mê trần huyễn yên xuất hiện đã chậm mấy năm so với dự tính bên trong yên ba thành đã có không ít tu sĩ tập trung đến liều chết muốn tiến vào đầm lầy huyễn yên tuy bọn hắn căn bản không thể tìm được cửa vào di tích nhưng quá nhiều người nhìn thấy hành tung của chúng ta cũng không phải chuyện tốt gì hồ tam mở lời không sao việc này không nên chậm trễ chúng ta lên đường thôi thạch xuyên không trả lời hàn lập và nhiệt hỏa tiên tôn nhìn nhau đồng thời gật đầu nhẹ bốn người lập tức bay vút lên cao cũng không quan tâm quy cũ cấm bay trong thành hóa thành bốn đạo hồng quang vội vã bay đi ra yên ba thành hàn lập chợt nghe phía dưới truyền đến một hồi tiếng ồn ảo huyên náo cúi đầu nhìn xuống thấy một đội ngũ chừng mấy trăm người đang khua trương gióng trống đi dọc theo đường ngoài thành tiến đến hướng đầm lầy huyễn yên trong đó hơn 10 người đi trước đeo mặt nạ cổ quái dài gần nửa người cầm trong tay hai lá cây đốt tỏa mùi thuốc tay chân vung vẩy nhảy vũ đạo cổ quái lần lượt đập lên người bên cạnh chạy về phía trước hồ tam đạo hữu có lẽ những người kia đều là phàm nhân a à. bọn họ đang làm cái gì vậy hàn lập nghi ngờ hỏi Hồ Tam tùy ý nhìn qua, giải thích, những người này có nguồn gốc là thổ dân sinh sống trong đầm lầy huyễn yên, trông không hề khác với người bình thường, nhưng vốn trường thọ, có thể sống hơn 200 tuổi, từ trong đầm lầy di dân ra hơn vạn năm trước. Tổ tiên bọn họ không biết mê trần huyễn yên là gì, chỉ biết mỗi lần sương mù màu hồng phấn này xuất hiện, sẽ có tộc nhân mất tích hoặc tử vong, dần già cho rằng đó là thần tích hiện thế trở lại trừng phạt bọn họ, nên lưu truyền một tập tục, đập na vũ, để kính thiên địa. Kỳ thật, hiện nay nhờ tu sĩ biết sự tình nói rõ, đại khái bọn họ đã hiểu nguyên nhân phát sinh tại Huyễn Yên, nhưng mỗi lần mê Trần Huyễn Yên xuất hiện, vẫn tuân theo tập tục cũ đến biên giới đầm lầy kính báo thiên địa, cầu bình an. Thạch Xuyên không bổ sung. Thì ra là thế. Hàn Lập gật đầu nhẹ, không nhìn những người kia nữa. Ước chừng sau nữa khắc, đám người đã tới rìa đầm lầy, hạ xuống. Phía trên đầm lầy tràn ngập khói khí nhàn nhạt, thoạt nhìn như là một ao hồ rộng lớn, đến gần có thể thấy một tầng nước nhẹ nhàng, phía trên có đám bèo và rong rêu màu xanh sẫm sinh trưởng, trên mặt nước thỉnh thoảng thoát ra một đám bóng khí màu trắng, lúc vỡ vang lên một tiếng ba, nhẹ. Tốc độ khoách trương của mê Trần Huyễn Yên khá nhanh, lúc này đã bao phủ chu vi trăm dặm quanh U Phù Đảo, mắt thường của phàm nhân, chỉ cần tinh tưởng một chút vẫn có thể nhìn thấy sương mù hồng nhạt đang tản, ra ùng ùng mãnh liệt. Lúc trước đã nói nhiều lần, nhưng ta muốn nhắc lại chư vị một chút, uy lực mê Trần Huyễn Yên không nhỏ, một khi vào trong phải bảo vệ tốt thức hải giữ vững tâm thần chớ để ảo ảnh mê hoặc tâm trí thần sắc hồ tam không còn thoải mái trịnh trọng dặn dò ta đã chuẩn bị một ít thần linh hoàn có thể củng cố thần hồn bảo vệ thức hải có chút tác dụng đối phó mê trần huyễn yên chư vị không ngại trước dùng thử một viên thạch xuyên không lật tay lòng bàn tay xuất hiện một hộp ngọc màu xanh sẫm thạch huynh luyện chế thần linh hoàn này không dễ ta cũng không mua được trong luân hồi điện người lấy được từ nơi nào thế hồ tam hơi ngạc nhiên mở miệng hỏi luân hồi điện không có đâu có nghĩa quảng nguyên trai cũng không thạch xuyên không hơi nhướng mày tự tin nói ra dứt lời y mở hộp ngọc lấy ra một viên sử dụng đã có thứ này có thể ổn hơn rất nhiều hồ tam cười hắc hắc cũng lấy một viên nuốt vào nhiệt hòa tiên tôn lick nhìn hàn lập trên mặt lộ vẻ trần trờ vậy đa tạ thạch đạo hữu rồi hàn lập lập tức tiếp lấy vừa cười vừa nói cầm đan dược trên tay hắn dò xét một chút cũng không phát hiện có gì không ổn tự nhiên cũng cho vào miệng khi miệng hắn khép lại trong cổ họng lập tức sinh ra một đám lửa màu bạc vây quanh viên thần linh hoàn dẫn vào trong bụng rồi niêm phong lại ở đó hàn lập vẫn tự tin với thần thức của mình nếu không phải tình huống cần thiết hắn cũng không định sử dụng viên thần linh hoàn này nhiệt hòa tiên tôn thấy hàn lập đã nuốt vào cũng lấy một viên cho vào miệng chư vị lát nữa tiến vào trong mê trần huyễn yên hãy luôn dùng thần hồn liên hệ với nhau chớ để gián đoạn sau khi chuẩn bị ổn thỏa hồ ta mở miệng nói dứt lời bàn tay gã vung lên, một chiếc phi thuyền màu bạc hiện ra giữa không trung, rơi trên mặt nước đầm lầy. Đám người Hàn Lập lên thuyền, gã liền bấm pháp quyết thúc dục, chỉ thấy phù văn màu bạc đột nhiên sáng lên, một tầng ánh sáng bạc dưới đáy thuyền rực sáng nâng thuyền lên nửa xích, veo một tiếng bắn nhanh đi. Lúc này Hàn Lập mới chú ý nước bên trong đầm lầy huyễn yên, rõ ràng không giống nơi khác, nước ở đây có vẻ nặng nề hơn rất nhiều, gió cuốn phía sau phi thuyền cũng không làm nước bắn lên, mà chỉ có từng gợn sóng nhỏ khẽ nhộn nhạo hắn cúi người dùng hai ngón tay sáng như tuyết nhẹ nhàng vẽ lên mặt nước trong nội tâm liền hiểu rõ nước ở đây khác thường bên trong sen lẫn loại cát màu đen có tính ăn mòn nhưng đối với thân thể kim tiên của hắn cũng không có gì đáng ngại phi thuyền màu bạc lướt nhanh về phía trước tuy chưa tiến vào phạm vi bao phủ của mê trần huyễn yên nhưng mặt trời sắp lặn nên sương mù trên đầm lầy dần trở nên đậm đặc khi đám người lướt ngang qua một lá lục bình màu xanh cực lớn mặt nước bỗng nhiên chấn động kịch liệt Phần Phật một mảng lớn bọt nước bắn lên không, một thân ảnh khổng lồ phóng tới, đánh tới đám người Hàn Lập. Mắt Hàn Lập lóe lên, thấy rõ đó là một con quái ngư khổng lồ có vảy màu đen, mà lá lục bình màu xanh chính là chùm lông trên đầu của nó, cái miệng đầy máu há rộng với đầy răng nhọn như lưỡi dao. Chuyện quái ngư tập kích, bốn người trên thuyền đã phát hiện từ sớm, đều bình thản không quan tâm, Hồ Tam nói một câu tùy hứng, "Ra hỏa lớn sắc này xấu xí quá." Hai tay Thạch Xuyên không bấm nhẹ pháp quyết, vung lên cao, một vệt sáng màu bạc từ đỉnh đầu xẹt qua, dễ dàng xẻ con quái ngư làm hai mảnh. Nhưng có chút quỷ dị, miệng vết thương trên hai mảnh quái ngư như bị phong tỏa bởi một cỗ không gian chi lực, rõ ràng không thấy vết máu chảy ra, đến khi rơi lại vào trong đầm lầy mới thấy màu máu đen nhánh lan ra.